Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 101 dê thế tội làm không có gì trình độ bạch quan chủ không biết nên cùng tô cẩm giải thích như thế nào sư hồn thuật không phải như vậy dùng chính âm thầm suy tư một giây sau trước mắt hắn đột nhiên lóe lên hắn đúng là thật nhìn thấy la đạo trưởng ký ức bạch quan chủ không để ý tới chấn kinh vội vàng tập trung lực chú ý quan sát cùng la đạo trưởng có liên quan hình tượng rất nhanh mấy người cùng nhau nhìn thấy dạng này một màn hoang lâu bên trong la đạo trưởng đem mang theo tà vật tượng thần giao cho trương mẫu trong chốc lát mấy người tất cả đều hiểu, nguyên lai la đạo trưởng tình nguyện áp dụng cực đoan phương thức, cũng không muốn nói ra người sau lưng nguyên nhân, vậy mà là bởi vì, hắn chính là cái kia cùng trương mẫu làm ra giao dịch người, kẻ sau màn vậy mà là hắn, tô cẩm có chút nhíu mày, một màn này dường như giải thích la đạo trưởng tại sao lại tại hoang lâu chờ lấy trương nguyệt xuất hiện, sau đó truy sát trương nguyệt, nhưng cái này, rõ ràng rất không đúng, nàng cùng la đạo trưởng giao thủ qua, la đạo trưởng căn bản là không có bản sự kia nuôi ra tà vật nói một cách khác la đạo trưởng cho ăn bể bụng xem như kẻ sau màng chó săn về sau lại tại la đạo trưởng trong trí nhớ tìm được la thịnh xảy ra chuyện hình tượng cùng hắn vì cứu la thịnh mình cũng cùng tà vật tiến hành giao dịch trừ những cái này bên ngoài tô cẩm bọn người còn chứng kiến một cái bí mật bí mật này có chút cẩu huyết nhưng đây cũng là la đạo trưởng vì cái gì đối la thịnh tốt như vậy nguyên nhân la thịnh không chỉ có là la đạo trưởng con trai của ca ca mà lại la thịnh mẫu thân, vẫn là la đạo trưởng lúc tuổi còn trẻ mối tình đầu. Về sau, la đạo trưởng một lòng tiến vào đạo quán, vứt bỏ mối tình đầu, đợi hắn tại đạo quán tu hành nhiều năm về sau, lại trở về lúc, thế mới biết hiểu, hắn đã từng mối tình đầu gã cho ca ca của mình, mà ca ca đối đãi la thịnh mẹ con, lại thật không tốt, thường xuyên tại sau khi say rượu đối bọn hắn mẹ con đánh chửi. Có một lần, la mẫu đang giận gấp phía dưới, động thủ phản kháng, hai người cùng đến chỗ chết chỉ để lại la thịnh một người lẻ loi hiu quạng kia về sau la đạo trưởng liền đem la thịnh mang theo trên người cũng để hắn làm đồ đệ của mình đến tận đây phương tri hạt trầm thấp thở dài trách không được la đạo trưởng đối la thịnh như thế thiên vị Tô cẩm ý đồ tiếp tục lục soát cùng tà vật có liên quan ký ức nhưng trừ những cái kia bên ngoài cũng chỉ tìm kiếm đến một cái la đạo trưởng đối một đống tượng thần cười ha ha hình tượng mà cái khác ký ức tự hồ là bị tận lực ẩn tàng như vậy tô cẩm thu tay lại đáy mắt hiện lên nghi hoặc, bạch quan chủ lại là tại lúc này mở miệng, tô quan chủ lần này, lập công lớn. Không nghĩ tới những cái này tà vật, đều là la đạo trưởng lấy ra, hắn thân là đạo quán đệ tử, đúng là nuôi ra bực này hại người tà vật, thật là sai lầm. Bạch quan chủ lúc này liền làm ra tổng kết, phương tri hạt vô ý thức đi xem tô cẩm, đã thấy tô cẩm cao mày, thần sắc nghiêm trọng, hắn quay đầu nhìn về phía sư phụ, kinh ngạc nói ra bản thân nghi ngờ trong lòng, sư phụ, tà vật thật là la đạo trưởng nuôi ra tới sao? Hắn nhìn không giống có thế nuôi ra tà vật, bạch quan chủ không đồng ý lắc đầu, vi sư không phải đã nói sao? Không thể mạo lấy người, lúc trước, cũng nhìn không ra đến hắn có thể làm ra loại kia giết người đoạt phù sự tình, nhưng cuối cùng, không phải là làm ra tới sao? Phương tri hạt bất đắc dĩ, sư phụ, ý của ta là năng lực của hắn, không giống như là có thế nuôi ra tà vật. La đạo trưởng xem xét liền đạo hạnh không cao mà lại nuôi tà vật loại sự tình này, còn có khóa chặt mục tiêu nhân vật chờ một chút, làm sao đều không giống như là la đạo trưởng một người có thể hoàn thành sự tình. Bạch quan chủ như có điều suy nghĩ trong chốc lát, người nói xác thực có đạo lý, nhưng là hắn nhập đạo môn nhiều năm, cũng tu hành không ít năm, tính toán ra, phải có hơn 20 năm. Nếu là dốc lòng nghiên cứu tà vật loại vật này, có thể cũng có thế nuôi ra tới. Nói như vậy, bạch quan chủ lại âm thầm lẩm bẩm một câu, cách không được đạo pháp của hắn nhiều năm đều không có gì tinh tiến có lẽ là đem ý nghĩ dùng tại tà vật phía trên phương tri hạt há hốc mồm còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào đúng chúng ta không phải còn tại hắn trong trí nhớ nhìn thấy một cái hình tượng sao hắn đối một đống tà giống cười to ta sau đó tìm người lục soát một chút la đạo trưởng từng cái chỗ ở nói không chừng sẽ có đầu mối gì bạch quan chủ nói xong lời này liền bắt đầu vội vã đi liên hệ tam thanh qua người dù sao hiện tại sự thật vô cùng xác thực coi như bọn hắn dùng sư hồn thuật tam thanh quan cũng sẽ không nói thứ gì phương tri hạt do dự vài giây đồng hồ lại đi xem tô cẩm tô quan chủ ngài cũng cảm thấy chuyện này la đạo trưởng là chủ sử sau màn sao tô cẩm đáy mắt tràn ra mấy phần ý tứ sâu xa phương đạo trưởng nếu như chờ một lát có người từ la đạo trưởng địa bàn lại tìm ra những cái kia tà giống cái này sự tình liền xem như chứng cứ vô cùng xác thực phương tri hạt dừng một chút Thế nhưng là, Tô Cẩm lại nói, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng la đạo trưởng, dường như hết thảy đều tròn bên trên. La đạo trưởng tu đạo sớm đã 20 năm có thừa, cho dù là hướng phía trước lại đẩy cái mấy năm, la đạo trưởng cũng là có khả năng làm ra loại sự tình này. Lại có lẽ, triệu mạng chỉ là một cái vật thí nghiệm, mà trương mẫu nuôi ra tà vật, lực sát thương lớn như vậy, mới là thành phẩm. Tô Cẩm cười cười, không có lại nói cái gì, làm một sự kiện hoàn mỹ quá mức, làm la đạo trưởng ký ức bị tận lực ẩn tàng một khắc này, Tô Cẩm cảm thấy liền có một cái khác suy đoán, có lẽ, la đạo trưởng chỉ là kẻ sau màn một cái dê thế tội, dù sao, la đạo trưởng làm cái này dê thế tội, không có gì thích hợp bằng, thậm chí, ngay cả lý do đều tìm đến, Tô Cẩm hiếp hiếp mắt, nếu nàng không có đoán sai, nói không chừng kẻ sau màn sẽ đem la đạo trưởng nuôi tà vật sự tình, đẩy lên la thịnh trên thân, la thịnh có tử kiếp, la đạo trưởng hoàn toàn có thể tại nhiều năm trước, coi như ra la thịnh sự tình cho nên khổ tâm nghiên cứu tà vật chỉ vì để la thịnh sống sót lý do này tô cẩm cảm thấy mười phần hoàn mỹ thế là nàng an tỉnh ra khỏi phòng đi đến phòng bếp bưng cái mâm đựng trái cây xem kịch sở lâm cả người mang mang nhiên có chút không hiểu lại có chút nghi hoặc nhưng hắn đoán không được sư phụ tâm tư qua vài giây đồng hồ hắn cũng đi theo ông cái mâm đựng trái cây thuận tiện còn tri kỷ cho phương tri hạt bưng một cái phương tri hạt quay đầu cự tuyệt hắn đối mâm đựng trái cây không có hứng thú hắn đối chân tướng càng cảm thấy hứng thú không sai biệt lắm qua nửa giờ bạch quan chủ than thở đi đến tô cẩm trước mặt tác nhiệt a à, tác nhiệt tô cẩm trừng mắt lên bình tĩnh hướng miệng bên trong nhét viên nho ngươi nói kỹ càng một chút hắn làm sao tác nhiệt bạch quan chủ thở dài nói tam thanh quan người tại la đạo trưởng nơi ở lục soát chứng cứ còn có hắn những năm này nuôi tà vật bản chép tay trừ cái đó ra còn tại hắn dưới giường tìm được mấy cái tà giống, bên trong mặc dù không có tà vật, nhưng là kia tà giống cùng các ngươi trước đó nhìn thấy giống nhau như đúc. Tô Cẩm ồ một tiếng, ra hiệu Bạch Quan chủ nói tiếp, Bạch Quan chủ, theo bức thư tay của hắn ghi chép, hắn từ tiếp về La Thịnh về sau, liền biết La Thịnh có cái tử kiếp, hắn vì cái này tử kiếp, nghĩ hết hết thảy biện pháp, cuối cùng, nghĩ đến nuôi tà vật, hắn vừa nói vừa mười phần thổn thức, liền Phương Tri hạt cùng Sở Lâm đều ngẩn người, duy chỉ có Tô Cẩm, mười phần bình tĩnh bạch quan chủ kinh ngạc nói tô quan chủ ngươi không có gì phản ứng sao tô cẩm méo mó đầu mâm đựng trái cây không sai la đạo trưởng cái này dê thế tội làm không có gì trình độ cái này bản chất tay biên cũng không có gì trình độ bởi vì la đạo trưởng tên ngu xuẩn kia căn bản cũng không biết la thịnh có tử kiếp có điều tô cẩm vì cho vị kia nhọc lòng tìm dê thế tội kẻ sau màng một chút lòng tin vẫn giả bộ phối hợp một chút giả vờ như không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ. Chương 102, Bạch quan chủ là cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Bạch quan chủ thuận tô cẩm câu nói kia nhìn một chút trong tay nàng mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây bị nàng ăn hơn phân nửa, nhìn dường như thật nhiều thích cái này mâm đựng trái cây. Chỉ là, tô cẩm thái độ quá bình tĩnh thông dong. Bạch quan chủ lại nói, tô quan chủ đối với chuyện này, còn có cái gì ý khác sao? Nghe vậy, tô cẩm nghiêm túc nghĩ nghĩ, có thâm ý khác nhìn xem bạch quan chủ hỏi bạch quan chủ không cảm thấy la đạo trưởng sự tình tra quá thuận lợi sao bạch quan chủ cười cười xấu hổ tô quan chủ là cảm thấy cái này sự tình còn có khác ẩn tình tô cẩm không có lên tiếng âm thanh sở lâm cùng phương tri hạt cũng không có lên tiếng âm thanh bạch quan chủ nhìn lướt qua mấy người thần sắc đành phải tiếp tục nói cái này sự tình tra thuận lợi chẳng lẽ không tốt sao bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực nhưng chứng vật chứng đều tại trương nguyệt mẫu thân cùng la đạo trưởng tiến hành giao dịch làm người chứng từ hắn chỗ ở tìm ra đến tà giống bản chép tay vì vật chứng, liền nuôi tà vật lý do cũng không có một chút kẻ hở, tô cẩm khóe môi ngoắc ngoắc, lộ ra một tia cười yếu ớt, đã bạch quan chủ cũng cảm thấy không có vấn đề gì, vậy liền làm phiền ngươi đem vị kia la đạo trưởng mang đi đi, tô cẩm vừa nói vừa đứng người lên, cầm trong tay mâm đựng trái cây đưa cho sở lâm, ta giúp ngươi đem người sách ra tới, ta đi là được. Bạch quan chủ nói, tô quan chủ vì việc này, đã bận biệu hồi lâu, sao có thể mọi chuyện đều để tô quan chủ kinh nghiệm bản thân thân vì, tô cẩm bước chân nhẹ nhàng, vượt lên trước bạch quan chủ một bước, mắt thấy bạch quan chủ liền phải theo tới, sở lâm tức thời kêu hắn lại, bạch quan chủ. Người có muốn hay không nếm thử ta chuẩn bị mâm đựng trái cây, liền sư phụ ta đều khen không dứt miệng, sở lâm rất là nhiệt tình một phát bắt được bạch quan chủ, ngăn cản hắn bước chân, bạch quan chủ mí mắt giật một cái, hắn nhìn về phía phương tri hạt, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không đi giúp giúp Tô Quan chủ. Làm sao liền không có một chút ánh mắt đâu, Phương Tri Hạc suy tư hai giây, nói thẳng, sư phụ, Tô Quan chủ khí lực rất lớn, nàng có thể nâng lên hai cái nam tử trưởng thành, ta liền không đi thêm phiền, hắn vừa nói vừa bưng lên mâm đựng trái cây, hướng sư phụ hắn miệng bên trong nhét viên nho, Bạch Quan chủ, Phương Tri Hạc an tĩnh đứng ở đằng kia, cùng Sở Lâm hai người đặc biệt có ăn ý nhìn chằm chằm Bạch Quan chủ. Tô Cẩm rõ ràng là muốn đơn độc tiếp xúc La Đạo Trưởng, mà chuyện vừa rồi, liền hai người bọn họ đều có thể nhìn ra được, La Đạo Trưởng sự tình, có rất lớn vấn đề, nhưng Bạch Quan Chủ, lại một mực chắc chắn La Đạo Trưởng chính là kẻ sao màng, thái độ của hắn quá chắc chắn, cũng quá vội vàng cho La Đạo Trưởng định tội. Dường như nghĩ vội vàng đem việc này chấm dứt, loại hành vi này, không khỏi để người sinh ra lo nghĩ, Tô Cẩm tiến gian kia gian phòng về sau, đóng cửa phòng lại nàng nhìn qua hồn phách rõ ràng bị hao tổn la đạo trưởng, lấy ra một đoạn an hồn hương nhóm lửa, không nhanh không chậm đi qua, lần nữa đem để tay đến la đạo trưởng trên đỉnh đầu, nàng đối la đạo trưởng lại dùng một lần sư hồn thuật, có một số việc, nàng còn cần lại xác định một chút, dây lát, tô cẩm thu tay lại, đem an hồn hương diệt đi thu hồi đến trong túi áo, nàng đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, luồng gió mát thổi qua, thổi tan gian phòng bên trong lưu lại nhàn nhạt an hồn mùi thơm. Tô Cẩm mang theo La đạo trưởng, thần sắc lạnh nhạt ra khỏi phòng, nàng đi ra thời điểm, Sở Lâm Chính vui sướng cùng Bạch Quang chủ giới thiệu mâm đựng trái cây, phương tri hạt thì là ở nơi nào yên lặng hướng Bạch Quang chủ ném mớn nước quả. Bạch Quang chủ cả người tâm tình liền rất phức tạp, vừa nhìn thấy Tô Cẩm xuất hiện, hai người cùng nhau bỏ xuống Bạch Quang chủ, đi đến Tô Cẩm trước mặt, đáy mắt đều mang mấy phần chờ mong. Tô Cẩm đem La đạo trưởng ném tới Bạch Quang chủ bên chân, có lẽ là khí lực không có khống chế tốt la đạo trưởng nện vào bạch quan chủ chân bạch quan chủ lúc này lên tiếng kinh hô ngao nếu không phải bận tâm hình tượng bạch quan chủ thậm chí nghĩ không lưng nhìn một chút mình chân tâm hắn đau nhìn xem tô cẩm tô quan chủ ta nơi nào đắc tội ngươi sao tô cẩm ánh mắt sắc bén nhìn lại ngượng ngùng không có khống chế lại lực đạo làm đền bù ta mời bạch quan chủ ăn cơm đi nghe được tô cẩm muốn mời ăn cơm sở lâm rất là rung động sư phụ hắn loại này chỉ có vào chứ không có ra người vậy mà lại mời người ăn cơm. Một giây sau, liền nghe Tô Cẩm nói, ta nghĩ mời Bạch Quan chủ ăn dê nướng nguyên con, ngươi thấy thế nào? Bạch Quan chủ thần sắc khẽ biến, ta tu đạo về sau, liền một mực ăn chay, Tô Quan chủ mời, ta sợ là vô duyên. Chuyện hôm nay, cũng coi là có cái tốt kết quả, ta còn muốn đi một chuyến tam thanh quan, liền không chậm trễ. Hắn thở dài, quay đầu liền ra hiệu Phương Tri Hạc đem la đạo trưởng mang lên. Phương Tri Hạc có chút không vui vẻ mang theo la đạo trưởng, Đi theo sau lưng sư phụ, hắn đi vài bước, càng nghĩ càng thấy phải có vấn đề. Đi đến trong viện thời điểm, phương tri hạt dừng bước, hắn có chút khống chế không nổi cảm xúc. Sư phụ, người vì cái gì gấp cáp như vậy rời đi? Sư phụ hắn bình thường không phải như vậy. Dứt lời, hắn đem la đạo trưởng ném sang một bên, lần nữa bị ném qua một bên la đạo trưởng. Mặc dù ta hiện tại ngốc, nhưng ta cũng là người. Phương tri hạt ngăn lại bạch quan chủ lên tiếng chất vấn. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Từ sử dụng sư hồn thuật bắt đầu, ngươi liền rất là lạ. Bạch quan chủ sắc mặt thay đổi liên tục, vì sư ngày bình thường dạy bảo, ngươi đều quên đi. Ai cho ngươi lá gan? Ngươi cũng dám dạng này chất vấn sư phụ? Sư đồ hai người mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Lúc này, tô cẩm đi ra. Phương đạo trưởng, ngươi sao có thể đối sư phụ ngươi nói ra lời như vậy đâu? Ngươi đây chính là đại bất kính. Phương tri hạt nhìn về phía tô cẩm ánh mắt hơi lộ ra hứa mờ mịt, hắn không biết sư phụ hắn làm sao vậy, nhưng sư phụ hắn không phải là dạng này, hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, sư phụ như thế viết ngoáy định ra kết luận, có phải là hay không cùng tà vật có cái gì liên lụy, hôm nay hết thảy, đều để hắn cảm thấy quá dị, phương tri hạt gục đầu xuống, toàn thân đều là phiền muộn, tô cẩm đi vào phương tri hạt bên người, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không đối xử với ngươi như thế sư phụ ta sẽ thật tốt hiếu kính hắn, vừa dứt lời dưới, tô cẩm trở tay chính là một bàn tay, trực tiếp lắc tại bạch quan chủ trên mặt, hành vi của nàng tại chỗ liền đem phương tri hạt kinh ngạc đến ngay người, phương tri hạt mộng, sở lâm cũng mộng, bao quát bị đánh bạch quan chủ, bụng mặt tràn đầy không thể tin, tô quan chủ, ngươi, ngươi sao có thể động thủ với ta, tô cẩm mỉm cười, ta không phải đã nói rồi sao, ta đang dạy phương đạo trưởng nên như thế nào hiếu kính ngươi, hiếu kính hai chữ, Tô Cẩm cắn cực nặng, Bạch Quan chủ sắc mặt đại biến, Tô Cẩm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội phản ứng, lại là một đạo phù vải ra, trực tiếp cùng Bạch Quan chủ giao thủ, hai người đánh nhau ở giữa, Bạch Quan chủ rất nhanh liền rơi hạ phong, giờ này khắc này, Phương Tri Hạc cũng dần dần nhìn ra mấy phần mánh khóe, chiêu thức kia, cử chỉ này. Căn bản cũng không phải là sư phụ hắn, Phương Tri Hạc kinh hãi, hướng về phía trong lúc đánh nhau người hô to, người đem sư phụ ta làm tới đi đâu rồi. Ông lấy mâm đựng trái cây sở lâm, trong tay mâm đựng trái cây ba kiếp rơi. Đột nhiên có chút hoảng, cái này bạch quan chủ là cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm, bây giờ tà ma đều lớn mật như thế sao? Cũng bắt đầu công khai giả mạo bạch quan chủ, chạy đến huyền thanh quan rồi, chương 103, trúng nhiếp hồn thuật, đánh cho đến chết là được. Tô cẩm rất nhanh liền đem bạch quan chủ chế phục, nàng đem người đè xuống đất, phương tri hạt vội vàng chạy tới hỏi thăm tình huống, tô quan chủ, đây là có chuyện gì? sư phụ ta bị người giả mạo sao, vừa nói xong câu đó, hắn lại lắc đầu, cũng không đúng, tại sử dụng nhiếp hồn thuật trước đó, sư phụ ta phản ứng vẫn luôn rất bình thường, phương tri hạt lúc này, trí thông minh thượng tuyến, bắt đầu kỹ càng phân tích tình huống, nhưng sư phụ ta cũng không có đạo lý sẽ bị ma quỷ nhập thân. Như thật có tà vật, tại bước vào tô gia một khắc này, huyền thanh quan bên trong tổ sư gia cũng sẽ phát giác được, có tổ sư gia trấn giữ, tà ma lại sao dám công khai tiến vào tô gia, phương tri hạt mình phủ nhận mấy loại tình huống, càng phát ra nghi hoặc, tô cẩm nhìn qua ý đồ phản kháng bạch quan chủ, bình tĩnh nói, hắn chính là bạch quan chủ, hắn không có bị giả mạo, cũng không có bị ma quỷ nhập thân, hắn. Hắn là trúng nhiếp hồn thuật, bị khống chế, phương tri hạt liền giật mình. Nhiếp hồn thuật, tô cẩm, đúng. nhiếp hồn thuật có thể khống chế một người hành vi cùng tư tưởng, sư phụ ngươi hẳn là tiếp xúc người nào, trúng chiêu, hắn nên là tại chúng ta sử dụng sư hồn thuật thời điểm, nhiếp hồn thuật bắt đầu đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, cho nên hắn mới từ khi đó bắt đầu, trở nên không bình thường, ý đồ để chúng ta cho rằng la đạo trưởng là nuôi tà vật người kia. Phương tri hạt trong lòng tảng đá vừa dứt xuống dưới, lại bị nói tới, vậy cái này loại nhiếp hồn thuật nhưng có biện pháp gì giải trừ, hắn may mắn vừa mới kia hết thảy đều không phải sư phụ chân chính ý nghĩ, hắn liền nói, sư phụ nuôi hắn như vậy nhiều năm, Mặc dù ngẫu nhiên khả năng không đáng tin cậy, nhưng nhân phẩm lại là không có vấn đề gì, Tô Cẩm cúi đầu nhìn một chút Bạch Quan chủ, đáy mắt xẹt qua một vòng thở dài, có biện pháp, nhưng là chuyện này tốt nhất ngươi tới, Phương Tri Hạc, Tô Cẩm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, đánh hắn, Phương Tri Hạc không có kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi một lần, cái gì? Tô Cẩm kiên nhẫn lặp lại một lần, đánh hắn, đem hắn đánh cho đến chết, Phương Tri Hạc trầm mặt vài giây đồng hồ, còn có những biện pháp khác sao? sư phụ hắn thân thể cốt cách cũng không được khá lắm nếu là đánh cho đến chết dễ dàng xảy ra chuyện đi tô cẩm lắc đầu ta liền cái này một cái biện pháp cần dùng đau đớn kích động thần trí của hắn dứt lời tô cẩm lại nói ngươi không đánh hắn cũng được dùng kim đâm cũng có thể một hơi không có đề lên phương tri hạt hơi kém bị tô cẩm hù chết đánh sư phụ cùng dùng kim đâm sư phụ hai cái này biện pháp vẫn là rất khó mà lựa chọn phương tri hạt nhìn một chút bị khống chế sư phụ Cuối cùng khẽ cắn môi, một quyền đánh qua. Cô cẩm buông ra bạch quan chủ, đứng ở một bên, mở ra ăn dưa hình thức. Sở lâm bưng lấy mâm đựng trái cây, nhìn đầy viện đuổi theo bạch quan chủ đánh phương tri hạt. Tâm tình của hắn phức tạp nói, sư phụ, ngươi hẳn là không thích ta như vậy hiếu kính ngươi đi. Cô cẩm ánh mắt lành lạnh nhìn sở lâm liếc mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Sở lâm rất biết mắt nhìn sắc, ta cảm thấy ta mỗi ngày đều phải cố gắng cho chúng ta huyền thanh quan kiếm khách hộ cố gắng kiếm tiền vì huyền thanh quan tuyên truyền rạng rỡ làm chuẩn bị. Phương Tri Hạc đuổi theo nhà mình sư phụ đánh rất lâu, hắn đều nhanh nhịn không được. Tô Cẩm lúc này trở tay ném ra một đạo lá bùa, lên tiếng nhắc nhở, được rồi. Phương Tri Hạc hai mắt tỏa sáng, cúng quyết xem xét nhà mình sư phụ tình huống. Tô Cẩm đi qua chậm rãi nói, hắn ăn đòn, ý chí lực yếu kém nhất, lúc này cũng là đem hắn thần trí bên trong cổ lực lượng kia đuổi đi thời cơ tốt nhất. Qua một hồi lâu, bạch quan chủ mới chậm rãi mở mắt ra hắn giật giật gân cốt chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt tựa như là bị người hung hăng đánh cho một trận giống như hắn kinh ngạc nhìn qua phương tri hạt ta đây là làm sao rồi chúng ta không phải tại đối la đạo trưởng dùng sư hồn thuật xem xét ký ức sao chạy thế nào đến nơi này rồi bạch quan chủ vừa nói vừa ý đồ đứng dậy nhưng hắn vừa mới dùng sức liền cảm giác cùng không có nửa cái mạng giống như phương tri hạt chột dạ đem sư phụ nâng đỡ nhỏ giọng nói sư phụ, ngươi bị nhiếp hồn thuật khống chế, vì cứu ngươi, ta liền, hắn không nói tiếp, bạch quan chủ lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mình bị đồ đệ đánh cho một trận, bạch quan chủ thần sắc đặc biệt phức tạp, muốn nói gì, thậm chí còn nghĩ đối phương tri hạt động động tay, cuối cùng. Hết thảy đều hóa thành thở dài một tiếng, thôi, ngươi nói cho ta biết trước, vừa rồi đều chuyện gì xảy ra. Phương Tri Hạc đem tình huống một năm một mười nói một lần, sở lâm ở một bên thêm mắm thêm muối. Cuối cùng, hai người trực câu câu nhìn chầm chầm bạch quan chủ, sư phụ, ngươi cảm thấy la đạo trưởng sẽ là nuôi tà vật người sao. Bạch quan chủ ánh mắt hơi ngừng lại, trầm tư nói, ta hiểu, xem ra cái này chân chính kẻ sau màng, là muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên la đạo trưởng trên thân, nhưng là, theo ta thấy, cái này la đạo trưởng, nhiều nhất cũng chính là tà vật sự kiện bên trong một cái tiểu lâu la, phương tri hạt gật đầu, ta cũng cảm thấy là như thế này, hắn vì cái kia kẻ sau màn làm việc còn tạm được, thấy thế nào, hắn đều không giống như là kẻ sau màn. Bạch quan chủ thở dài, cái này kẻ sau màn cũng là giảo hoạt, thế mà thừa cơ lợi dụng ta. Còn tốt tri hạt ngươi phản ứng nhanh, ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía tô cẩm, cái này sự tình vẫn là muốn đa tạ tô quan chủ, không nghĩ tới, ta không có giúp một tay, ngược lại lại cho tô quan chủ rước lấy một cọc phong ba, chuyện vừa rồi, thực sự là xin lỗi. Tô Cẩm đáy mắt hiện ra cười yếu ớt, không sao, Bạch Quan chủ là cái người hiểu chuyện, bị khống chế lại nói ra một chút trái lương tâm lời nói, cũng là không phải bản ý, cái này nói đến, Bạch Quan chủ ngươi cũng là người bị hại. Tô Cẩm thở dài, kẻ sau màn giảo hoạt gian trá, coi là dùng loại thủ đoạn này, liền có thể để chúng ta đem la đạo trưởng xem như hắn, từ đó không còn truy ra tà vật một chuyện, trên thực tế, la đạo trưởng nhiệm vụ đại khái là phụ trách liên hệ mục tiêu, tiến hành giao dịch loại này cơ bản công việc tô quan chủ nói có lý còn tốt tô quan chủ ngươi khám phá cái này quỷ kế bạch quan chủ kính để nói ngay sau đó hắn còn nói kỳ thật tô quan chủ thực không dám giấu giếm tà vật một chuyện sớm tại mấy năm trước ta liền cùng cái khác đạo quán các bằng hữu lặng lẽ điều tra chỉ là từ đầu đến cuối không có gì lớn manh mối từ chúng ta điều tra đến xem tà vật phía sau rất có thể là một cái rất lớn tà giáo tổ chức mà la đạo trưởng, rất có thể chính là phụ trách thanh thành cùng kinh thành này địa phương giao dịch người. Tuy nói chưa bắt được chủ sử sau màn, nhưng lần này cũng coi là nhất trọng lớn đột phá. Tin tưởng trải qua việc này về sau, kinh thành còn có thanh thành sẽ trở nên an ổn không ít. Câu quan chủ tuổi còn trẻ, liền như thế suy nghĩ nhanh nhẹn, lâm Quy không sợ, trầm ổn quả quyết. Bạch quan chủ nói vừa nói vừa là một phen khích lệ, sở lâm thuận thế ra sân, đi theo khen bạch quan chủ. Bạch quan chủ bị khen có chút xấu hổ, đừng nói đừng nói, ta mới vừa rồi còn trúng chiêu, thiếu tô quan chủ một cái nhân tình đâu. Tô cẩm giữa lông mày từ đầu đến cuối treo ý cười nhợt nhạt, không biết nghĩ đến cái gì, nàng nói, bạch quan chủ đem phí tổn cho ta thanh toán liền có thể, nhân tình không nhân tình vẫn là lấy tiền tương đối thực sự, bạch quan chủ sững sờ, cười ha ha, rất tốt. Tô quan chủ tính cách, ta thích, chương 104 kỳ tài ngút trời tô cẩm ra hiệu sở lâm cùng bạch quan chủ tính một chút phí tổn sở lâm trừ giúp bạch quan chủ giải trừ nhiếp hồn thuật bên ngoài sư phụ ta còn cần mấy lá phù cùng tại tô gia hai vị hưởng dụng mâm đựng trái cây phương tri hạt khóe miệng giật một cái thốt ra mâm đựng trái cây ngươi coi như tiền sở lâm nghe xong lời này lập tức tiến đến phương tri hạt trước mặt cùng hắn bá 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 giảng đạo lý mâm đựng trái cây làm sao không tính tiền rồi đây chính là ta tân tân khổ khổ chuẩn bị dứt bỏ tiền nhân công hoa quả chi phí phí cũng nên tính đến a à, mà lại thân là người trong đạo môn chẳng lẽ không biết nhân tình thứ này đã có thể sử dụng tiền trả hết vậy khẳng định lựa chọn dùng tiền còn tiền loại vật này sinh không mang đến chết không thể mang theo đều là vật ngoài thân bạch quan chủ phụ họa nói đúng vậy a à, những cái này vật ngoài thân làm gì để ý tri hạt còn không mau một chút nhi đem tiền thanh toán Phương Tri Hạc im lặng một trận, đã tiền là vật ngoài thân, vậy các ngươi hai người, còn một cái đuổi theo muốn, một cái để ta trả tiền. Phương Tri Hạc kết xong sổ sách thở dài một tiếng, tân tân khổ khổ công việc một tháng, tiền lương lại không có. Sở lâm đắc ý cầm tiền đi hướng tô cẩm tranh công. Sư phụ, ta lợi hại a, à, tô cẩm gật đầu, xác thực rất lợi hại. Liền mâm đựng trái cây tiền đều biết tính ở bên trong, thực sự là rất ưu tú, dạng này đại đệ tử, nàng rất là thích tô cẩm ánh mắt ôn hòa vỗ nhẹ sở lâm bả vai không ngừng cố gắng vi sư coi trọng ngươi vậy ta đây thủ tịch đại đệ tử sở lâm hỏi dò đáy mắt tràn ngập chờ mong tô cẩm yên tâm thủ tịch đại đệ tử vị trí trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác nàng đã nghĩ kỹ sở lâm xác thực rất ưu tú không chỉ có hiểu tâm tư của nàng càng đem huyền thanh quan tôn chỉ đặt ở đáy lòng bên trên đệ tử như vậy coi như tại đạo pháp trên có ném một cái rớt chỗ thiếu sót nhưng cũng không sao, từ từ sẽ đến là được." Tô Cẩm nói, quay đầu bất chút thời gian, đưa người thân phận cùng tổ sư gia hồi báo một chút, lại đơn giản cử hành một cái nghi thức bái sư, cái này sự tình liền thành. Nghe được Tô Cẩm nói như vậy, Sở Lâm hơi kém nhảy lên cao ba thước, cả người hắn mừng rỡ thậm chí nghĩ vòng quanh Tô gia chạy cái mười mấy vòng, lấy hiển lộ rõ ràng hắn lúc này quá tâm tình kích động. Phương Tri Hạc mang theo người đem La đạo trưởng bắt giữ lấy trên xe, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đi một chuyến tam thanh quan về sau, la đạo trưởng đại khái muốn vào linh cục ngục giam, bạch quan chủ xê dịch một chút bước chân, nhịn không được phát ra thở dài, tri hạt, ngươi xuống tay quá nặng đi, phương tri hạt chột dạ cúi đầu xuống, sư phụ, thật xin lỗi, tình huống lúc đó thực sự là quá khẩn cấp, đồ nhi thực sự là không có cách nào, ta chính là cảm khái một chút, cũng không có oán ngươi, không có việc gì không có việc gì. Bạch quan chủ khoát khoát tay, ra hiệu phương tri hạt viện hắn sư đồ hai người còn có sự tình khác phải xử lý, cũng liền không nói gì thêm nữa, cùng tô cẩm tạm biệt, tô quan chủ, chúng ta liền đi trước, chuyện lần này, ta tranh thủ cho ngươi yếu điểm nhi khen thưởng trở về. Phương Tri hạt chân thành nói, mặc kệ từ cái nào phương diện đến xem, tô cẩm đều là đại công thần, nói thế nào linh cục đều phải cho cái khen thưởng cái gì, tô cẩm giữa lông mày có cười yếu ớt xẹt qua, vậy liền đa tạ phương đạo trưởng, dứt lời, nàng lại nhìn phía đi đường thập khiển, tình trạng rõ ràng không tốt lắm bạch quan chủ, bạch quan chủ, sau này trở về phải thật tốt dưỡng dưỡng thân thể, bạch quan chủ quay đầu, hướng về phía tô cẩm hiền lành cười một tiếng, đa tạ tô quan chủ nhớ thương, phương tri hạt viện bạch quan chủ lên xe, bạch quan chủ ngồi tại trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía tô cẩm phương hướng, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, nhưng nàng tu vi, hắn nhưng thủy chung nhìn không thấu, đột nhiên, tô cẩm quay đầu, Ánh mắt vừa lúc đối mặt bạch quan chủ phương hướng, Bạch quan chủ khẽ giật mình, lập tức về cái hòa ái cười, rất nhanh, xe nghênh ngang rời đi. Tô Cẩm nhìn về phía đi xa cổ xe, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ý tứ sâu xa, thẳng đến cổ xe ngoặt một cái. Tô Cẩm lúc này mới chậm rãi đi đến huyền thanh quan, nàng nhìn qua tổ sư gia bài vị, cười từ trong mâm cầm quả táo, răng rắc cắn một cái, quả táo vừa giòn vừa ngọt. Tô Cẩm nói, tổ sư gia, ngươi hẳn là cũng cảm thấy bạch quan chủ cái này người thật có ý tứ a. À sở lâm đặc biệt tri kỷ chạy tới, lại đi trong mâm thả một cái quả táo. Ai nha, sư phụ luôn luôn thích cùng tổ sư gia đoạt ăn, cũng không lo lắng tổ sư gia không vui vẻ. Sở lâm mơ hồ nghe được tô cẩm nâng lên bạch quan chủ, hắn thấp giọng nói, sư phụ, ngươi cũng cảm thấy bạch quan chủ không may sao, tô cẩm không có trả lời hắn. Sở lâm tiếp tục nói, kém một chút, bạch quan chủ thanh danh liền không gánh nổi, còn tốt sư phụ ngươi phát hiện hắn bị khống chế chẳng qua cái này kẻ sau màn cũng là xuẩn, là đạo trưởng như thế, xem xét liền không giống như là cái nhân vật phản diện đại bốt, rõ ràng chính là cái thuộc hạ. Sở lâm lại biết biết một câu, sau đó hắn đột nhiên phát hiện nhà hắn sư phụ nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm, sở lâm yên lặng ngậm miệng, ta cái này dọn dẹp một chút viện tử, vừa rồi phương tri hạt đuổi theo bạch quan chủ đầy sân chạy loạn, trong viện có chút loạn, sở lâm rời đi về sau, tô cẩm thở dài, kỳ thật đi, sở lâm đầu óc xác thực không lớn thông minh chẳng qua không quan hệ hắn cái miệng đó rất biết nói tri kỹ lại sẽ cố tình nâng giá làm cái mèo cầu tài cũng không tệ câu cẩm cùng tổ sư gia còn nói vài câu sau đó rời đi một bên khác bạch quan chủ trong lúc rảnh rỗi cùng phương tri hạt tán gẫu cô quan chủ thật nhiều ưu tú tri hạt ngươi muốn hướng nàng nhiều hơn học tập phương tri hạt gật đầu đúng vậy a à. cô quan chủ hoàn toàn chính xác ưu tú về phần học tập Tô quan chủ trời sinh thông minh, lại là huyền thanh quan quan chủ, đồ nhi không dám trèo cao. Tô quan chủ nguyện ý phản ứng hắn, đều là phúc khí của hắn, huống chi là hướng nàng học tập loại sự tình này. Hắn cái này người rất có tự mình hiểu lấy, bạch quan chủ thở dài, ngươi làm sao như thế tự coi nhẹ mình. Xem ra, tô quan chủ đã làm nhiều lần sự tình, không phải ngươi cũng sẽ không thái độ như thế, dù sao ngươi tại đạo môn đời này đệ tử trẻ tuổi bên trong, đã xem như người nổi bật, lần này đi đường xá xa xôi, không bằng ngươi nói cho ta một chút tô quan chủ sự tình, còn có cái này huyền thanh quan, vi sư còn thật tò mò, trước đó ngược lại là chưa nghe nói qua huyền thanh quan, phương tri hạt dừng một chút, có chút lo lắng mở miệng, thế nhưng là sư phụ, thân thể của ngươi, bạch quan chủ khoát khoát tay, không sao, thấy sư phụ đối tô cẩm tốt như vậy kỳ phương tri hạt lúc này mới đem mình cùng tô quan chủ ở giữa sự tình nói ra. Về phần tô cẩm đưa khê đàm thôn những cái kia vong hồn tiếng địa phủ đầu thai một chuyện, phương tri hạt vô ý thức giấu giếm, hắn không biết mình vì sao lại lựa chọn giấu giếm, chính là cảm thấy. Nói ra khả năng không tốt lắm, nếu là đưa một cái vong hồn đi địa phủ, bọn hắn cũng có thể làm đến, sư phụ cũng có thể làm đến, nhưng sư phụ làm không được một lần đưa nhiều như vậy vong hồn tiếng địa phủ, đừng nói là sư phụ, liền xem như cái khác đức cao vọng trọng đạo trưởng, Đại khái cũng không thể dễ dàng như thế làm được, cây to đón gió, câu cẩm không chỉ là ưu tú hai chữ có thể hình dung, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra bốn chữ, kỳ tài ngút trời, từ xưa đến nay, người có kỳ tài ngất trời, không thiếu được bị người đố kỵ tính toán. Chương 105, đêm tối thăm dò bạch vân quang, ban đêm, Tô Cẩm ăn xong bữa tối, thật sớm lên lầu, Tô Chính Quang hơi kinh ngạc, nàng đêm nay không cần đi ra ngoài sao? Diêu Nguyệt im lặng trừng mắt liếc hắn một cái. A à, cẩm khổ cực như vậy, liền không thể nghỉ ngơi một ngày sau, sở lâm cũng đi theo phụ họa, đúng vậy A, à, sư phụ ta đặc biệt đặc biệt vất vả, hôm nay ban ngày lại làm một chuyện làm ăn. Dưới mắt chúng ta huyền thanh quan phát triển đặc biệt nhanh, tiền cũng tích lũy không ít, cũng không biết kế tiếp hộ khách là ai, ai, kế tiếp hộ khách xuất hiện, hắn nhất định phải tự mình hao lông cừu, sư phụ thu tiền thực sự là quá ít. Sở lâm càng nghĩ càng thấy sẽ phải đợi nhi hẳn là cùng sư phụ thật tốt nói một câu lấy tiền chuyện này. Định giá không thể quá thấp, gặp phải lớn dê béo, phải hung hăng làm thịt. a à không, phải hung hăng kiếm một bút, Diêu Nguyệt ánh mắt lành lạnh nhìn xem tô chính quan, đã nghe chưa? Tất cả mọi người đang cố gắng kiếm tiền, chỉ có chính ngươi, kiếm tiền không tích cực. Công việc cũng không tích cực, bị phê bình một trận tô chính quan, muốn phản bác lại tìm không thấy lý do, chỉ có thể yên lặng ăn cơm. Tô Cẩm trở về phòng, đem giấy vàng lấy ra, lại sẽ chu sa lấy ra. Lần trước thời gian khẩn cấp, dùng máu họa thuấn di phù, đem chân khí rót vào thuấn di phù, cho nên lần kia thuấn di phù sử dụng thời gian tương đối lâu một chút. Nhưng đêm nay, nàng khả năng cần chạy mấy cái địa phương. Cái này mang ý nghĩa, nàng cần chuẩn bị không ít lá bùa, tất nhiên là không thể lại dùng máu tươi đi vẽ bùa. Tô Cẩm một hơi liên tiếp họa hơn 10 đạo thuấn di phù, trừ cái đó ra, vì để phòng vạn nhất nàng lại họa một chút thiên lôi phù trấn tà phù chờ vẽ xong phù nàng đem lá bùa cất kỹ nghĩ nghĩ lại dùng chu sa cho nguyên cảnh họa mấy đạo phù dù sao hiện tại thanh thành có nhiều việc không bình yên nhiều chuẩn bị mấy đạo lá bùa luôn luôn có chỗ tốt tô cẩm cầm lá bùa liền phải đi ra ngoài nghĩ đến lúc này thời gian sở lâm bọn người đại khái còn tại ăn cơm nàng nếu là lúc này ra ngoài mấy người kia lại sẽ hỏi đông hỏi tây nàng liền trực tiếp lấy ra một đạo thuấn di phù trong chớp mắt xuất hiện tại nguyên cảnh thư phòng lúc này nguyên cảnh ngay tại trong thư phòng lật sách gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một người nguyên cảnh kinh ngạc một chút đợi hắn nhìn người tới là tô cẩm về sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra a cẩm ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cửa sổ không động cửa phòng không động lại giống như là trống rỗng xuất hiện tô cẩm hướng hắn mỉm cười cho ngươi đưa mấy đạo lá bùa ngươi đều tốt mang ở trên người. cái này kêu là lo trước khỏi họa. nguyên cảnh tiếp nhận lá bùa, không khỏi hơi kinh ngạc. a à, cẩm là có chuyện gì không? tô cẩm khoát khoát tay, không có việc gì, chính là ta vẽ bùa thời điểm, lá bùa họa nhiều, liền đưa tới cho ngươi. năm trăm một đạo, quay đầu ngươi nhớ kỹ đem tiền chuyển cho ta. Phước xuống lời này, tô cẩm lại dùng thuấn di phù rời đi. nguyên cảnh mờ mịt xem sách phòng, sau đó lại nhìn một chút trong tay thêm ra đến lá bùa nếu không phải lá bùa trong tay hắn đều nhanh muốn hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác a à, cẩm cái này trống rỗng xuất hiện lại biến mất không còn tâm hơi bản lĩnh thật đúng là làm hắn càng phát ra hoài nghi nhân sinh hắn thăm dò tốt lá bùa yên lặng trở lại trước bàn sách đem theo bản năng mình đè ép sách đem ra mấy ngày nay hắn đều đang lặng lẽ nghiên cứu đạo môn kiến thức căn bản chỉ có xâm nhập hiểu rõ những cái này mới sẽ không mỗi lần cũng hoài nghi nhân sinh hoài nghi tự thân chỉ là hắn cùng tô cẩm ở giữa trên lệch, trước mắt vẫn như cũ là ngày đêm khác biệt, đêm lạnh như nước, tô cẩm dùng thuấn di phù lặng lẽ đi một chuyến hoang lâu, lần trước ở chỗ này bắt trương nguyệt thời điểm, quá vội vàng, không có cẩn thận kiểm tra tòa này hoang lâu, nàng ẩn ẩn cảm thấy, mình cần lại đến một chuyến, cẩn thận xem xét một phen, ví dụ như, tòa này hoang lâu vì sao lại trở thành hoang lâu, vốn nên nên nhà đầu tư ngay tại khai triển hạng mục, mà lại cái này tòa nhà rõ ràng đã đến hậu kỳ giai đoạn tiếp qua không lâu liền có thể hoàn thành lại tại nhanh hoàn thành thời điểm hoang phế rồi chỉ sợ ở trong đó có không ít vấn đề tô cẩm tại hoang lâu bên trong dạo qua một vòng cùng lần trước lúc đến so sánh nơi này âm khí dường như tán mấy phần nàng có chút nhíu mày giơ lên một đạo lá bùa giây lát lá bùa hơi sáng hướng phía một phương hướng nào đó chỉ dẫn đợi tô cẩm đi theo lá bùa đi đến trong lầu tâm lúc tô cẩm chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân tràn đầy hàng ý nàng cúi đầu nhìn chầm chầm mặt đất tỉ mỉ nhìn vài giây đồng hồ, sau đó lại phân biệt đi tòa nhà này mấy cái phương vị, tô cẩm đáy mắt thấm đầy lãnh ý, trách không được tòa nhà này sẽ đình công, sau đó lại trở thành hoang lâu. Nhà này hoang lâu vị trí địa lý rất ưu việt, mà lại từ phong thủy đến xem, cũng coi là cực tốt bảo địa. Nếu không phải bị người lặng lẽ bày ra trận pháp, chỉ sợ chỗ này sớm đã thành phồn hoa khu vực, tô cẩm không có dừng lại lâu thêm, vội vã dùng thuấn di phù tiến đến một địa phương khác làm tô cẩm đứng ở ngoài cửa cách đó không xa thời điểm đáy mắt phát ra một tia ý vị không rõ nàng phải thừa dịp lấy bạch quan chủ không có ở đây thời điểm đêm tối thăm dò bạch vân quan bạch vân quan đệ tử đông đảo nhiều người phức tạp mà nàng lần hành động này tất nhiên là không thể để cho người nhìn thấy cũng may nàng thuấn di phù chuẩn bị đủ nhiều tô cẩm nương tựa theo thuấn di phù không chút biến sắc tiến vào bạch vân quan nhưng nàng không biết được bạch quan chủ gian phòng ở đâu chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm. Đang thử sai hai lần về sau, Tô Cẩm yên lặng dưới đáy lòng niệm câu tổ sư gia phù hộ. Làm lần thứ ba sử dụng thuấn di phù, Tô Cẩm rốt cục xuất hiện tại bạch quan chủ gian phòng thời điểm. Tô Cẩm ánh mắt bày ra, nhỏ giọng nói, tạ ơn tổ sư gia, liền biết tổ sư gia hiểu rõ ta nhất. Tô Cẩm tại bạch quan chủ nơi ở đi dạo một vòng, tuyệt không phát hiện cái gì dị thường. Ngược lại là gian phòng bên trong có không ít dùng để vẽ bùa giấy vàng. Tô Cẩm đi qua kiểm tra một chút, Giấy vàng cùng chu sa đều không có vấn đề gì. Chính là tranh này ra tới phù. Mơ hồ có thế nhìn ra Bạch Quang chủ tu vi bình thường. Nàng hơi kinh ngạc cầm lấy một đạo phù. Nhìn kỹ một chút. Sau đó còn nguyên trả về. Sau đó. Tô cẩm lại từ một cái giấy lộn cái sọc bên trong tìm ra một tấm họa phế lá bùa. Đem nó cất kỹ. Về sau liền yên tĩnh rời đi Bạch Vân Quang. Không thể không nói. Vị này Bạch Quang chủ đi. Xác thực rất có ý tứ. Còn có cái này là đạo trưởng sự tình nhìn như đem sự tình đều hiểu rõ, nhưng la đạo trưởng một chuyện, lại phản phất có một cái tay, đẩy các nàng đi về phía trước, làm cùng một chỗ vụ án xuất hiện thời điểm, ai vô tội nhất. Người bị hại vô tội nhất, người bị hại cũng sẽ trở thành cái thứ nhất bài trừ đối tượng, trúng nhiếp hồn thuật bạch quan chủ, chính là vô tội nhất một cái kia. Nhưng nếu như đây hết thảy đều tại bạch quan chủ tỉ mỹ tính toán bên trong đâu, nếu như từ vừa mới bắt đầu, la đạo trưởng cái này dê thế tội, muốn làm cũng không phải là tà giáo lão đại dê thế tội đâu. Quanh đi quẩn lại, khi tất cả người đều coi là đem tà giống giao cho trương mẫu người là la đạo trưởng lúc, lại có lẽ, một người khác hoàn toàn. Nàng lần thứ hai dùng sư hồn thuật lúc, mặc dù như cũ không có tra tìm đến hữu dụng hình tượng, nhưng nàng lại phát hiện la đạo trưởng ký ức có bị xuyên tạc vết tích, tích. Đương nhiên, suy đoán của nàng tạm thời còn không có chứng cứ, không có chứng cứ trước đó, nàng sẽ không nói ra, càng sẽ không rút dây động rừng. Tô Cẩm dùng Thuấn Di phù lần nữa trở lại Tô gia, đêm nay, phản phất là vô sự phát sinh, chỉ là sóng ngầm mãnh liệt ở giữa, âm mưu quỷ kế đã bị vén ra một góc. Chương 106, Hoang lâu án mạng. Hôm sau, mấy người vây tại một chỗ ăn điểm tâm lúc, Tô Cẩm đột nhiên hỏi một câu, "Diêu Diêu, thành tây bên kia có một chỗ chưa hoàn thành hoang lâu, ngươi cũng đã biết, là ai nhà sản nghiệp?" Diêu Nguyệt thần sắc động lại, biểu lộ có chút một lời khó nói hết, lúc này Tô chính quan nhịn không được lên tiếng, hắn nói thẳng, chính là ngươi một câu, nói thê ly tử tán, phá sản ngồi tù cái kia từ gia. Diêu Nguyệt quay đầu, hung hăng trừng tô chính quan liếc mắt, ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là A cẩm một câu nói? Rõ ràng chính là hắn từ gia trừng phạt đúng tội. Còn không cho A cẩm nói thật A, à, tô chính quan lập tức nghĩ lại, ta dùng từ không thích đáng, lỗi của ta. Hắn giải thích nói, liền trước đó cái kia từ gia, từ thừa phong, Sản nghiệp của hắn, ngươi còn có ấn tượng sao?" Tô Cẩm ồ một tiếng, "Cái kia bị đương nhiệm lão bà đội nón xanh từ Thừa Phong, ta biết." Diêu Nguyệt gật đầu, "Đúng, liền sản nghiệp của hắn, là kia tòa nhà hoang lâu có vấn đề sao?" Diêu Nguyệt truy vấn, ngay sau đó, Diêu Nguyệt còn nói, "Ta nhớ được từ gia lúc ấy đình công sự tình, huyên náo thật lớn, chỗ kia hoang lâu phát sinh án mạng, từ gia tại phía trên kia, thế nhưng là đầu tư không ít tiền đâu." Lần kia về sau, nguyên khí đại thương, hơi kém không gượng dậy nổi, vậy ngươi biết tình huống cụ thể sao? Tô Cẩm hỏi, Diêu Nguyệt lắc đầu, cái này không rõ ràng, ta cùng từ phu nhân không quen, Tô Cẩm lại nhìn về phía Tô Chính Quang, Tô Chính Quang đi theo lắc đầu, ta lúc ấy cùng từ thừa phong cũng không quen, mà lại sự kiện kia, từ gia hẳn là phong miệng, không có nhiều người biết, Tô Cẩm có chút tiếc hận, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì tin tức hữu dụng đâu. Mắt thấy Tô Cẩm không hỏi nữa đi, sở lâm ho nhẹ hai tiếng hắn ngẩng đầu ưỡng ngực thấy ánh mắt của mấy người hướng hắn nhìn qua hắn lập tức đưa tay vỗ nhẹ bộ ngực sư phụ cái này sự tình ngươi hỏi ta a à? tô chính quan không có thể giúp chút gì lại gặp sở lâm như thế đắc ý hắn khinh thường hừ một tiếng khi tòa nhà hoang lâu xảy ra chuyện thời gian đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhiều năm trước ngươi khi đó vẫn là cái choai choai hài tử làm sao có thể biết sở lâm cái cầm khẽ nâng mặc dù ta không biết cụ thể sự kiện nhưng ta tuyệt đối so ngươi biết nhiều lắm cô chính quan ghét bỏ nói đi ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu ta cũng phải nghe một chút ngươi có thể nói ra cái gì như thế về sau sở lâm cảm khái một tiếng chậm rãi mở miệng thành tây bên kia hoang lâu a à, mặc dù là từ thừa phong đầu tư nhưng là sớm tại mấy năm trước từ thừa phong liền đem hoang lâu cái kia sản nghiệp chuyển đến hắn đại nhi tử danh nghĩa một chỗ hoang lâu mà thôi lại không đáng tiền chuyển hắn đại nhi tử danh nghĩa làm cái gì cũng không chê phiền phức phải hoảng tô chính quang nghi ngờ hỏi vừa dứt lời dưới diêu nguyệt sở lâm còn có tô cẩm cùng nhau nhìn xem tô chính quang tô chính quang bị nhìn một mặt chẳng hiểu ra sao hắn chậm nửa nhịp mới nói tốt 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 ta không lên tiếng sở lâm tiếp lấy lời nói mới rồi nói tiếp có câu nói nói hay lắm có mẹ kế thân cha cũng sớm muộn biến cha ghẻ từ gia chính là loại tình huống này đương nhiên ta không có nội hàm tô tiên sinh cùng diêu diêu ý tứ dù sao giống Diêu Diêu tốt như vậy mẹ kế, thật sự là ít thấy. Sở Lâm không quên mất khích lệ Diêu Nguyệt một câu, năm đó, chỗ kia Hoang lâu Sở Dĩ đình công, cũng là bởi vì xảy ra nhân mạng, không cách nào tiếp tục hoàn thành, cái này Từ Thừa Phong đâu, tại Hoang lâu xảy ra chuyện về sau, cũng có nhiều năm không có chậm tới, về sau, Từ Thừa Phong cảm thấy Hoang lâu không may, lại một mực đang mình danh nghĩa, ảnh hưởng hắn phát triển, thế là liền đem chỗ kia Hoang lâu làm tài sản cố định chuyển đến đại nhi tử danh nghĩa sách mình ghét bỏ không may đồ vật cho hắn đại nhi tử mà lại còn có một cái nội tình các ngươi ai cũng không biết nói đến chỗ này sở lâm phát sinh thở dài một tiếng chỗ kia hoang lâu nói là giá trị thị trường hơn trăm triệu trừ bỏ bị từ thừa phong xem như tài sản cố định bên ngoài còn bị hắn xem như gia sản phân cho hắn đại nhi tử cộng thêm hai triệu cùng hắn đại nhi tử phân gia phân rõ giới hạn sở lâm nhịn không được cười lạnh đáng tiếc a à. Từ thừa phong vì tiểu nhi tử tính kế tính tới tính lui, nhưng kết quả đây. Cái này tiểu nhi tử không phải thân sinh. Hắn có kết cục như vậy, cũng là đáng đời. Nghe xong những cái này, Diêu Nguyệt cùng Tô Chính Quang cũng nhịn không được đem từ thừa phong lôi ra đến mắng to một trận. Dù sao cũng là thân nhi tử, dùng một chỗ vô dụng hoang lâu, cộng thêm 2 triệu liền đuổi rồi, không khỏi quá bất công. Mà lại chỗ kia hoang lâu không có tác dụng gì, đã không thể hoàn thành cũng không thể ở người cũng không chính là quá mức đến cực điểm trước đó tô chính quang vẫn cho là từ thừa phong cùng đại nhi tử là quan hệ không tốt thật không nghĩ đến sau lưng lại còn có loại này chuyện buồn nôn nhưng chuyện này vẫn luôn không có truyền tới như vậy vấn đề lại tới sở lâm là thế nào biết từ gia loại bí mật này làm sao ngươi biết từ gia sự tình tô chính quang đưa ra nghi vấn sở lâm cười nói tại hạ bất tài vừa lúc cùng từ thừa phong đại nhi tử từ khoan quan hệ không tệ cái này sự tình là hắn uống say về sau nói cho ta từ gia vì thanh danh không cho phép đại nhi tử đem việc này để lộ ra đi mà từ khoan đối từ gia nản lòng thoái chí có thể cùng từ gia phân rõ giới hạn với hắn mà nói cũng là cầu còn không được trừ cái đó ra từ khoan cùng từ thừa phong còn ký hợp đồng cho nên từ gia phá sản thời điểm từ khoan tuyệt không bị liên lụy sở lâm lại giải thích một câu bây giờ lại quay đầu từ khoan đúng là còn bởi vậy khỏi bị phá sản tác động đến Sở Lâm nhìn về phía Tô Cẩm, sư phụ, ngươi muốn biết sự tình, ta tuy nói không thể cho ngươi kỹ càng đáp án, nhưng ta có thể đem từ khoan hẹn tới gặp một lần. Đã sư phụ hắn nhấc lên hoang lâu, như vậy, kia tòa nhà hoang lâu tuyệt đối có vấn đề, lại nghĩ tới trước đó hoang lâu xảy ra nhân mạng, Sở Lâm nhìn xuống trung lên, Tô Cẩm đáy mắt tràn ra ý cười, tốt, đem hắn hẹn tới, ai, nàng đại đồ đệ cũng không chính là cái mèo cầu tài sao, Tô Cẩm tâm tình không tệ, Đợi lát nữa ta liền cùng tổ sư gia nói một tiếng ngươi công lao, rất tốt. Sở lâm nghe xong lời này, lập tức cầm điện thoại hẹn từ khoan. Tô chính quan nhịn không được bíp bíp, ngươi hoàng khố chi tên bên ngoài, còn có từ khoan bằng hữu như vậy. Dù sao, từ khoan người này phong bình vẫn là rất không tệ. Từ khoan tuổi còn trẻ, liền đã tại y học phía trên có một phen hành động, suy nghĩ lại một chút từ gia những sự tình kia. Chỉ có thể nói từ thừa phong mắt mù, trách không được sẽ rơi xuống phá sản ngồi tù kết cục đều là tự mình tìm đường chết. Sở lâm lẽ thẳng khí hùng phản bác, ta là hoàng khố, nhưng ta giảng nghĩa khí A. Lúc trước từ khoan cần hỗ trợ thời điểm, trừ ta, đều không ai kéo hắn một cái. Mặc dù không phải cái gì quá mệnh giao tình, nhưng cũng giúp hắn vượt qua nan quan. Khi về sau, hắn cùng từ khoan quan hệ cũng có không sai tiến triển, mà lại từ khoan cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Hẹn hắn đến một chuyến tô gia, hỏi mấy vấn đề, từ khoan chắc chắn sẽ không cự tuyệt cô chính quan nhìn xem sở lâm đột nhiên á khẩu không trả lời được cho nên nói tới nói lui cái nhà này bên trong chỉ có hắn vô dụng nhất sao liền sở lâm đều có thể giúp cô cẩm một tay chỉ có chính mình cái gì đều không thể giúp diêu nguyệt sâu kính nhắc nhở ngươi trừ có thế kiếm tiền bên ngoài xác thực không có tác dụng gì mà lại tình huống trước mắt đến xem ngươi nếu là lại không tích cực kiếm tiền ngươi về sau khả năng còn không có a cẩm gia nguyên tài sản nhiều Tô chính quan trái tim bỗng nhiên kịch liệt đau nhất, ta hiểu. Kiếm tiền không tích cực, tư tưởng có vấn đề, hắn cái này lăn đi công việc kiếm tiền. Chương 107, ẩn núp nhiều năm, sở lâm nói hẹn từ khoan gặp một lần. Một giờ sau, từ khoan trực tiếp xuất hiện tại tô gia cổng, nhìn lên thấy từ khoan. Sở lâm mừng rỡ nhảy lên cao ba thước, vội vàng đem người mời vào. Ngươi không cần khẩn trương, ta lần này hẹn ngươi tới. Chính là ta sư phụ có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở Lâm giải thích nói, từ khoan hơi kinh ngạc, Sở Lâm cùng Sở gia đoạn tuyệt quan hệ sự tình, hắn cũng biết, đã từng hỏi qua Sở Lâm, nhưng không nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, Sở Lâm đối vị kia tô gia tiểu thư còn như thế tôn kính, nghĩ đến vị kia tô tiểu thư đã từng quan vinh sự tích, từ khoan đối nàng, đột nhiên liền có thêm mấy phần hiếu kỳ, nói toạt ra từ gia những cái kia bí mật không muốn người biết, lại để cho Sở Lâm khăng khăng một mực hô sư phụ, nghĩ đến vị này tô tiểu thư, nhất định thật không đơn giản. Từ khoan đi theo sở lâm đi vào trong viện thời điểm, vừa mới bắt gặp gian kia đạo quán nhỏ, bước chân hắn hơi ngừng lại, căn này đạo quán vì sao lại xây ở nơi này, sở lâm bước chân bỗng nhiên một giây, hắn nói, vừa đi vừa nói, đạo quán vì sao lại xây ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn sẽ nói là bởi vì sư phụ hắn trong tay không có tài chính sao, hắn đương nhiên sẽ không nói dạng này ngay thẳng, sở lâm giải thích nói, đó là bởi vì chúng ta đạo quan chủ đánh chính là nhân tính hóa, vì tốt hơn dung nhập cuộc sống của người bình thường bên trong, cho nên lựa chọn trong nhà xây một gian lâm thời đạo quán, mà lại chúng ta huyền thanh quan trước đó áp dụng một mực là tỷ thế phương thức, giấu ở thế ngoại đào nguyên ở giữa. vì cứu khổ cứu nạn, sư phụ ta cố ý rời núi đi vào thanh thành, không cẩn thận đem sở lâm một phen nghe lọt vào trong tai tô cẩm, thần sắc hơi ngừng lại. nguyên lai không có tiền xây đạo quán, còn có thể đem lời nói dạng này tươi mát thoát tục. học được học được lần sau nàng cũng nói như vậy từ khoan bị sở lâm lắc lư một phen nhìn thấy tô cẩm về sau tuy nói tô cẩm tuổi còn nhỏ nhưng hắn vẫn là mang mấy phần tôn kính tô tiểu thư tốt tô quan chủ gật gật đầu ánh mắt tại từ khoan trên mặt quét một vòng nàng hiểu ý cười một tiếng sở lâm quả nhiên là cái mèo cầu tài mời đến ba người đi vào phòng khách phân biệt ngồi xuống tô cẩm cũng không vòng vèo tử trực tiếp liền cho thấy mục đích của mình lần này mời từ thiếu gia tới vốn là có chuyện muốn hỏi ngươi, chú ý tới tô cẩm dùng từ, từ khoan kinh ngạc nói, vậy bây giờ đâu? Tô tiểu thư nhìn thấy ta về sau, chẳng lẽ thay đổi mục đích, tô cẩm gật đầu, nhìn thấy từ thiếu gia về sau, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện làm ăn, từ khoan không để ý tới giải tô cẩm ý tứ, sở lâm lại là một cái tách ra qua từ khoan bả vai, nhìn chầm chầm hắn mặt nhìn trong chốc lát, nói chuyện làm ăn, chẳng lẽ từ khoan cũng là quỷ xui xẻo. Kế tiếp có thể bị hắn hao lông cừu người, chẳng lẽ chính là từ khoan sở lâm nhìn chầm chầm từ khoan bắt đầu tính toán làm như thế nào hao hắn dù sao từ khoan là sư phụ nhận biết quỷ xui xẻo bên trong nghèo nhất một cái từ khoan bị sở lâm chầm chầm đến có chút im lặng yên lặng cùng sở lâm kéo ra mấy phần khoảng cách ngươi đừng như vậy nhìn ta ánh mắt kỳ kỳ quái quái tựa như là đang đánh cái gì chủ ý xấu giống như tô cẩm bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở sở lâm ngươi đi cho từ thiếu gia chuẩn bị một chút nước trà Đừng đem quỷ xui xẻo dọa chạy, a à không, cái này tạm thời vẫn còn không tính là quỷ xui xẻo. Từ thiếu gia, chúng ta trước nói một câu thành Tây chỗ kia hoang lâu đi, ta muốn biết chỗ kia hoang lâu tình huống. Tô Cẩm ngay thẳng hỏi thăm, "Hoang lâu?" Từ khoan sững sờ trong chốc lát, hắn hơi suy tư, tự giễu cười cười, "Chỗ kia hoang lâu, bây giờ tại tên của ta dưới, có điều, Tô tiểu thư ý tứ ta không quá lý giải, chỗ kia hoang lâu, không thể ở người cũng không thể tiếp tục hoàn thành. Hắn không rõ Tô Cẩm hỏi thăm cái kia địa phương làm cái gì, Tô Cẩm, nơi đó vì sao lại trở thành hoang lâu. Tiền căn hậu quả, đem ngươi biết đến, đều nói cho ta, từ khoan phát ra thở dài một tiếng, ký ức cũng đi theo bị kéo hướng phương xa, hắn chậm rãi đem hoang lâu tình huống êm tai nói, khi tòa nhà xuất hiện qua án mạng, tại kiến trúc quá trình bên trong, công nhân xảy ra chuyện, lúc ấy bị ép đình công mấy ngày, về sau lại ra rõ một lần, chứng thực đúng là ngoài ý muốn về sau, từ thừa phong hợp người người nhà tiến hành bồi thường, về sau lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, nhưng là, từ xuất hiện qua án mạng về sau, công trường bên trong thường xuyên sẽ phát sinh việc lạ, căn bản liền không cách nào tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, tuy nói không có tái xuất qua nhân mạng, nhưng mỗi ngày đều có công nhân thụ thương, có người nói là trước kia qua đời người kia, âm hồn bất tán, náo toàn bộ công trường bên trong công nhân, lòng người bàn hoàng bởi vì thành tây tòa nhà là lớn đầu tư từ thừa phong vì tìm tòi hư thực liền tự mình đi giám sát mấy ngày mấy ngày sau hắn trở về vừa về đến liền liên hệ bên người bằng hữu vội vã tìm kiếm có năng lực đại sư đại khái qua vài ngày nữa hắn mang theo thật nhiều đại sư đi một chuyến thành tây nói là tác pháp siêu độ nói đến chỗ này từ khoan lại lâm vào hồi ức hắn đến nay đều nhớ ngày đó tình huống đi không bao lâu từ thừa phong lại trở về tiến gia môn liền lộn nhào vào phòng, đem hắn mình khóa ở bên trong, rất lâu sau đó hắn mới ra ngoài, bây giờ nghĩ đến, hắn như vậy chật vật, đại khái là gặp phải chuyện gì, hẳn là nhìn thấy cái gì mới đúng. Sở lâm sâu kín lên tiếng, từ khoan vô ý thức quay đầu mắt nhìn đứng ở đằng kia sở lâm. Ngươi đi đường không có tiếng, sở lâm sờ sờ mũi, lúng túng nói, ta nhìn ngươi nói chuyên chú như vậy, không dám phát ra âm thanh quấy rầy đến ngươi, từ khoan, sở lâm vội vàng nói, Ngươi nói tiếp, Từ Khoan xê dịch thân thể, tiếp tục nói, hắn trở về về sau, liên tiếp mấy ngày đều không có ra đại môn. Thẳng đến một ngày nào đó, trong nhà đến vị đạo trưởng, vị đạo trưởng kia nói Từ Thừa Phong dính mấy thứ bẩn thiểu cái gì, còn vì hắn làm pháp. Về sau Từ Thừa Phong liền mang theo vị đạo trưởng kia đi thành Tây, vị đạo trưởng kia giải quyết tòa nhà sự tình. Nhưng nếu là giải quyết, hiện tại cũng không nên biến thành hoang lâu a. À. Sở Lâm đưa ra nghi vấn, rất là không hiểu từ khoan lắc đầu, không thể nói giải quyết triệt để, có điều, cái này sự tình đến tiếp sau ta từ từ thừa phong cùng ta vị kia mẹ kế cãi lộn nghe được đến, nói cái gì thành tây tòa nhà đi ra án mạng, sau khi chết oán khí nặng, hóa thành lệ quỷ, vị đạo trưởng kia đạo pháp cao thâm, cũng vẹn vẹn chỉ có thể trấn áp, để nó không còn liên lụy đến từ gia, mà lại kia tòa nhà, cũng không còn có thể tiếp tục hoàn thành, nếu không, sẽ còn tiếp tục xảy ra chuyện, từ thừa phong sợ hãi, Liền nghe theo đạo trưởng đề nghị, kia tòa nhà cũng liền không giải quyết được gì, mẹ kế vì thế, thường xuyên cùng hắn cãi lộn, kia tòa nhà từ thừa phong đầu tư hơn phân nửa cái thân gia đi vào, không còn hoàn thành chẳng khác nào trước đó đầu tư toàn trôi theo dòng nước, từ gia cũng bởi vậy không gượng dậy nổi nhiều năm, lại về sau, kia tòa nhà lại bởi vì ban đêm có người đi ngang qua lúc, thường xuyên nghe được tiếng khóc hoặc là gặp phải việc lạ, liền có rất nhiều người nói nơi đó nháo quỷ, lại thêm có công nhân làm chứng Dần dần, cũng liền biến thành hiện tại hoang lâu Từ khoan nói xong, nhịn không được thổn thức Chính là như vậy một tòa lâu Từ thừa phong coi nó là lập gia đình sinh chuyển tới tên của hắn dưới Thật sự là buồn cười, đáng buồn Cô Cẩm lại hỏi một vấn đề Ngươi còn nhớ phải, cuối cùng mời vị đạo trưởng kia là ai? Từ khoan trả lời, không biết kêu cái gì Nhưng ta nhớ được vị đạo trưởng kia đến từ Bạch Vân Quang Cô Cẩm lập tức liền cười Lần này tất cả đều đối mặt Xem ra cái này Bạch Quang chủ không chỉ là có ý tứ, mà lại từ thời gian phương diện đến xem, càng là nằm gai nếm mật, ẩn nút nhiều năm, chỉ là đáng tiếc chỗ này tòa nhà. Đây chính là tuyệt hảo phong thủy bảo địa, là thích hợp nhất kiếm tiền làm ăn, còn tốt bị nàng gặp phải, chương 108, la đạo trưởng bị diệt khẩu, tô cẩm rất nhanh liền đối đại khái tình huống có suy đoán, sở lâm nghe được Bạch Vân Quang, bắt đầu cùng tô cẩm bíp bíp, sư phụ, ta cảm thấy chuyện này nếu là ngươi ra tay, tuyệt đối có thể viên mãn giải quyết thậm chí không ảnh hưởng hoàn thành nói đến chỗ này sở lâm cảm khái một câu cái này bạch quan chủ đến cùng vẫn chưa được từ khoan kinh ngạc nhìn sở lâm ngươi nói là thật sở lâm vỗ nhẹ bộ ngực đương nhiên là thật sư phụ ta hôm qua mới cùng bạch vân quan quan chủ đã từng quen biết bọn hắn bạch quan chủ thấy sư phụ ta đó cũng là khách khách khí khí mà lại sư phụ ta còn giúp bạch quan chủ một cái sư phụ hắn mới là lợi hại nhất hoang lâu sự tình, bạch quan chủ vậy mà vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp, dù sao cũng là nhìn qua chi chủ, một cái lệ quỷ đều bắt không được, thật là có chút không thể nào nói nổi, sở lâm rất là ghét bỏ, nhớ ngày đó, khi đàm thôn nhiều như vậy vong hồn, sư phụ hắn một người đều có thể toàn bộ giải quyết, tô cẩm ý tứ sâu xa mắt nhìn sở lâm, nơi nào là bạch quan chủ phế vật, rõ ràng là bạch quan chủ đã sớm bắt đầu tính toán, ngay sau đó, cô cẩm lại nói, từ thiếu gia còn nhớ rõ ta vừa mới nói xin ý sao, thốt ra lời này ra tới, sở lâm phản ứng tặc nhanh, lập tức ý thức được sư phụ nói hợp tác sinh ý là có ý gì, sở lâm ông cụ non vỗ nhẹ từ khoan bả vai, từ khoan, ngươi gặp phải sư phụ ta, ngươi vận khí thật sự là quá tốt, từ khoan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hiểu sở lâm lời này ý tứ, thẳng đến thật lâu về sau, từ khoan mới giật mình sở lâm nói một chút không sai, gặp phải tô cẩm, đích thật là hắn suốt đời phúc phận. Tô Cẩm nói thẳng: "Chỗ kia Hoang lâu, ta đi qua, chỗ ấy sự tình ta có thể giải quyết, giải quyết về sau ngươi liền có thể đem chỗ kia tòa nhà một lần nữa hoàn thành." Từ Khoang thần sắc hơi dừng lại, hiển nhiên có chút chấn kinh. "Tô, Tô tiểu thư, lời này của ngươi là nghiêm túc?" Tô Cẩm tự nhiên rất chân thành, Sở Lâm cũng đi theo nói tiếp: "Sư phụ ta chưa từng nói đùa, trung thực nói cho ngươi, ta cái mạng này chính là ta sư phụ cứu được, không phải?" Ngươi cho rằng ta vì cái gì như thế khăng khăng một mực? Còn có ta cái kia biểu ca Lục Chi Ninh, sư phụ ta đã cứu hắn, nghĩ nghĩ, Sở Lâm lại nói, nếu như những cái này ngươi đều không tin, kia từ gia phá sản, từ nhị thiếu tay nhiễm nhân mạng ngồi tù, trong lòng ngươi dù sao cũng nên rõ ràng đi, cái này đều là sư phụ ta xem tướng nhìn ra, từ khoan thở dài, có chút khó khăn, cũng không phải không tin Tô tiểu thư, chỉ là bây giờ với ta mà nói coi như kia tòa nhà hoang lâu sự tình giải quyết, ta cũng cũng không đủ tài chính chèo chống nó hoàn thành. Còn nữa, lui một bước đến nói, coi như hoàn thành, nhưng hoang lâu nháo quỷ nổi tiếng bên ngoài nhiều năm, lại có ai dám mua nhà ở tại chỗ ấy đâu, thanh thành bất động sản cũng không ít, ta một chỗ náo qua nhân mạng, lại nháo quỷ hoang lâu, nơi nào có thể bán được ra ngoài. Liền sợ cuối cùng vẫn là sẽ nện trong tay, nghe vậy, sở lâm cũng ngẩn người, tuy nói mình không phải làm ăn vật liệu, nhưng từ khoan những lời này, thật đúng là nói không sai, mà lại rất nhiều người mua nhà cũng giảng cứu cái cắt hung, đi ra nhân mạng tòa nhà, làm sao cũng sẽ không là chọn lựa đầu tiên. Hắn vô ý thức nhìn về phía tô cẩm, tô cẩm mỉm cười, cũng không phải nhất định phải coi nó là thành phòng ở bán đi, chúng ta còn có lựa chọn khác, sở lâm đáy mắt lập tức bắn ra sáng ngời, sư phụ hắn siêu bổng, tô cẩm lại nói, chỉ cần từ thiếu gia nguyện ý hợp tác, ta đảm bảo ngươi kiếm lớn. Về phần đến tiếp sau vấn đề tiền bạc, từ thiếu gia không cần lo lắng, ngươi tiền vốn chính là chỗ kia tòa nhà, trong tay của ta còn có không ít tiền, chúng ta có thể hùng vốn làm một món lớn. Tô Cẩm lòng tin tràn đầy, từ khoan nhìn một chút Tô Cẩm, lại nhìn xem sở lâm, luôn cảm thấy có như vậy ném một cái rất không đáng tin cậy, nhưng là... Thấy hai người đều thật tình như thế bộ dáng trịnh trọng, hắn gật đầu nói, chỉ cần Tô Tiểu Thư ý nghĩ có thể thực hiện, chúng ta không giữ quy tắc làm, dù sao trường hợp này làm, không cần hắn xuất tiền, cái kia tòa nhà, trong tay hắn, vốn là một chỗ không có tác dụng gì hoang lâu, như thật có thể kiếm tiền, vậy hắn cũng coi là nằm kiếm, tô cẩm cùng từ khoan lẫn nhau thêm uy chát, nàng muốn biết cũng đều rõ ràng, sau đó, sở lâm liền khách khí giữ lại từ khoan một phen, từ khoan không có lưu lại, hắn trong bệnh viện còn có việc phải xử lý, từ khoan sau khi đi, sở lâm trong mong nhìn chầm chầm tô cẩm, sư phụ ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ muốn hiểu rõ hoang lâu tình huống đâu. Là cảm thấy nơi đó thích hợp kiếm tiền sao, Tô Cẩm Bình tĩnh nói, mấy ngày nữa, ngươi liền biết, hiện tại, tạm thời giữ bí mật, nào chỉ là thích hợp kiếm tiền, càng thích hợp là một chút việc không thể lộ ra ngoài, sở lâm. Giữ bí mật, chẳng lẽ kia tòa nhà hoang lâu còn có thế có cái gì bí mật không muốn người biết? Không phải liền là một con lệ quỷ sao, hắn mờ mịt gãi đầu một cái, Tô Cẩm trước khi đi, lại nhắc nhở sở lâm một câu, hoang lâu sự tình, ngươi không nên nhúng tay, coi như làm cái gì cũng không biết. Sở lâm dừng một chút, đặc biệt nghĩ về tô cẩm, hắn vốn là cái gì cũng không biết, trừ nghe cái cố sự, chẳng hề làm gì. Tô cẩm trở về phòng, lại sẽ bạch quan chủ họa phế lá bùa lấy ra nhìn một chút. Bạch quan chủ tại vẽ bùa phương diện, dường như không có thiên phú gì, nhưng là, như là đã là nhìn qua chi chủ, tổng hẳn là có không thấp tu vi thế nhưng là từ trương này họa phế phù đến xem. Sợ là còn không bằng phương tri hạt, phải biết, bạch quan chủ so phương tri hạt sống lâu hơn 20 năm, cũng nhiều tu tập hơn 20 năm, loại tình huống này, bạch quan chủ vẽ ra lá bùa tất nhiên nên vung phương tri hạt mười mấy con phố, tô cẩm hơi suy tư, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quan, nàng nhạy cảm bắt được, mơ hồ trong đó, nàng dường như biết chuyện này phía sau chân tướng, tô cẩm ánh mắt chớp lên, cuối cùng, hóa thành một đạo thở dài nàng lấy điện thoại di động ra, cho Phương Tri Hạc phát cái tin, để Phương Tri Hạc chú ý một chút la đạo trưởng an toàn. Mặc dù la đạo trưởng đã điên, nhưng là vạn nhất bị giết người diệt khẩu đâu. Tình huống trước mắt đến xem, la đạo trưởng rõ ràng không phải cùng trương mẫu tiến hành giao dịch người kia, hắn nên là vì la thịnh, tiếng người khác cạm bẫy, chỉ là tô cẩm chờ mười mấy phút, cũng không đợi được Phương Tri Hạc hồi phục, tô cẩm nhíu nhíu mày, ám đạo không tốt, mình khả năng nhắc nhở muộn lại qua thêm vài phút đồng hồ, Phương Tri Hạc về cái video trò chuyện. Phương Tri Hạc thần sắc mang theo vài phần tiết hận. Tô Quan Chủ, La đạo trưởng hắn đã ngộ hại. Tô Cẩm Thản nhiên nói, nói một chút tình huống đi. Xem ra người nào đó một chút cũng không nghĩ để nàng xâm nhập điều tra. Nếu không, như thế nào lại như thế bách không vội diệt khẩu? Phương Tri Hạc ứng thanh, chúng ta mang theo La đạo trưởng đi trước một chuyến Tam Thanh Quan bọn hắn trực tiếp đem la đạo trưởng sư đồ từ tam thanh quan xóa tên về sau liền có đặc thù tiểu tổ người mang theo la đạo trưởng về linh cục tổng bộ cái này sự tình cũng trách ta ta coi là sẽ không lại xảy ra vấn đề không nghĩ tới bọn hắn mang la đạo trưởng lúc trở về xảy ra chuyện tô cẩm trực tiếp bắt trọng điểm ngươi đây ngươi ở chỗ nào phương tri hạt thở dài nói sư phụ ta không phải bị ta đánh cho một trận sao hắn thân thể cốt cách không tốt lại đuổi một ngày đường đi đường mệt mỏi ta liền cho hắn tìm quán rượu ta đi mua chút bị thương thuốc chuyện lần này là lỗi của hắn nếu không phải hắn bỏ rơi nhiệm vụ có lẽ la đạo trưởng sẽ không chết hắn nên cùng một chỗ theo tới phương tri hạt sắc mặt không tốt lắm có chút tự trách câu cẩm bất đắc dĩ trấn an một câu lại hỏi vậy các ngươi lúc nào về thanh thành phương tri hạt trả lời nguyên bản xử lý xong la đạo trưởng sự tình rất nhanh liền có thể trở về hiện tại la đạo trưởng không có, ta muốn ở chỗ này lại điều tra một chút tình huống, khả năng muộn hai ngày mới có thể về thanh thành, chương 109, gậy ông đập lưng ông, tô cẩm tính toán một chút, đúng, la đạo trưởng xảy ra chuyện về sau, các ngươi có tìm được la thịnh sao, phương tri hạt lắc đầu, không tìm được, la đạo trưởng bị bắt về sau, la thịnh liền phản phất biến mất, la thịnh cuộc đời trước đây liền tâm thuật bất chính, sau khi chết không có trói buộc, chỉ sợ sẽ càng thêm ngông cuồng, vẫn là cần nhanh chóng bắt đến đưa đi địa phủ tương đối tốt không phải có thể sẽ dẫn phát chuyện khác bưng tô quan chủ yên tâm ta sẽ tăng thêm đặc thù tiểu tổ người đi tìm hắn dứt lời phương tri hạt lại nói tô quan chủ ngươi thật không suy tính một chút gia nhập đặc thù tiểu tổ sao tô cẩm lập tức hỏi lại phương đạo trưởng ngươi cùng ngươi sư đệ thật không suy tính một chút gia nhập ta huyền thanh quan sao nghe vậy phương tri hạt bất đắc dĩ cười tô quan chủ ngươi lại tại nói đùa ta cùng tiểu sư đệ đều là Bạch Vân quan người, sư phụ nuôi chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta làm sao có thể gia nhập khác đạo quán đâu. Câu Cẩm không có trả lời hắn, đáy mắt lại là có thâm ý khác, nàng cùng Phương Tri Hạc, còn có hắn cái kia tiểu sư đệ Phương Tri Hàn, rất là có duyên phận, đáng tiếc, lúc này Phương Tri Hạc nghe không hiểu Tô Cẩm ám chỉ, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, tại cúp máy video trò chuyện trước đó, Tô Cẩm từ màn hình điện thoại di động bên trong, nhìn thấy Phương Tri Hạc sau lưng có một bóng người hiện lên. Tô Cẩm cố ý cất cao giọng, còn nói câu, Phương Đạo Trưởng, ngươi trở về thời điểm nói với ta một tiếng, ta luôn cảm thấy trước đó chỗ kia hoang lâu, khả năng còn có chút đồ vật ta không thể phát hiện, ngươi đến lúc đó cùng ta cùng đi xem nhìn, Phương Tri Hạc sững sờ gật đầu, tốt, ta mau chóng xử lý xong la đạo trưởng sự tình, hắn vừa cúp máy video trò chuyện, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Tri Hạc, là tô quan chủ sao? Ta giống như nghe được thanh âm của nàng. Phương Tri Hạc quay đầu lại, khóe miệng kéo ra một tia chật vật cười, sư phụ, đúng là tô quan chủ. Bạch quan chủ thấy Phương Tri Hạc cười đến miễn cưỡng, hắn trấn an nói, Tri Hạc, là đạo trưởng sự tình, ngươi đừng nghĩ nhiều, có chút sự tình đã sớm chú định, huống chi hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Phương Tri Hạc muốn nói gì, há hốc mồm, không hề nói gì ra tới, trừng phạt đúng tội là một chuyện, chết tại trong tay ai, lại là một chuyện khác. La đạo trưởng lúc này bị giết chết, rõ ràng chính là bị người diệt khẩu, không chừng phía sau còn có cái gì manh mối, sư phụ thân thể khá hơn chút nào không? Phương Tri Hạc dời đi đề tài, không nghĩ lại tiếp tục thảo luận la đạo trưởng sự tình, tốt hơn nhiều. Bạch quan chủ vừa nói vừa duỗi duỗi tay, biểu thị mình thi triển quyền cước không có vấn đề gì, ta tới tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi, ngươi lưu tại linh cục, thật tốt điều tra la đạo trưởng sự tình, ta trước một người về Bạch Vân Quang phương tri hạt hơi kinh ngạc trong quán cũng không có việc gì sư phụ lúc này trở về thân thể có thế chống đỡ sao sẽ có hay không có chút quá đột ngột rồi hắn rất là không hiểu bạch quan chủ lắc đầu thở dài trong quán làm sao không có việc gì a à? không nói trước ngươi kia một đống lớn sư đệ liền chỉ cần một phương tri hàn đều đủ để người lo lắng phương tri hạt trầm mặt một cái chớp mắt nghĩ như vậy cũng quả thật làm cho người lo lắng tiểu sư đệ mỗi ngày không làm chính sự Lần này, mình cùng sư phụ đều không tại trong đạo quán, tiểu sư đệ càng là không ai có thế quản được. Đừng nói học tập cho giỏi công khóa, đoán chừng Phương Tri hàng liền lên phòng bóc ngói sự tình, đều có thể làm được. Phương Tri hạt ánh mắt ôn nhu một chút, sư phụ, ta cái này cho ngươi đặt trước vé. Bạch quan chủ vội vàng khoát tay, không cần không cần, chính ta sẽ đặt trước vé, ngươi đi mau đi. Thấy sư phụ thái độ kiên định như vậy, Phương Tri hạt đành phải thôi, sư phụ, vậy ta về trước linh cục nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho ta, được. Bạch quan chủ lên tiếng, trên gương mặt kia tràn đầy đối đồ đệ hòa ái, phương tri hạt cười rời đi, qua vài giây đồng hồ, bạch quan chủ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua phương tri hạt bóng lưng, thẳng đến đạo thân ảnh kia trong tầm mắt đi xa, hắn mới xoay người, đời này của hắn, đắc ý nhất đồ đệ chính là phương tri hạt, yên tâm nhất không hạ chính là phương tri hàng, hai cái đồ đệ, kỳ thật không có một cái bớt lo tiểu nhân không hiểu chuyện, lớn tính tình quá bướng bỉnh, không hiểu được biến báo, dạng này tính tình, sớm muộn phải gặp đến giang hồ đánh đập, chạng vạn tối, tô cẩm tâm tình không tệ ngồi ở đằng kia chơi điện thoại, sở lâm cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay trừ từ khoan hợp tác, giống như cũng không có khác sinh ý, làm sao sư phụ còn như thế vui vẻ, trung thực giảng, hắn luôn cảm thấy sư phụ có chuyện gì giấu giếm hắn, sư phụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói cho ta, Sở Lâm chậm rãi tiến tới hỏi thăm, tô cẩm nghiêng đầu, ngươi đoán nha, đoán đúng liền nói cho ngươi biết. Sở Lâm lại một lần trầm mặt, nếu là hắn có thế đoán được, còn cần hỏi hắn sư phụ sao? Lúc này, hai ngày không ra khỏi cửa tô gia nguyên cũng từ trên lầu đi xuống, hắn bận biệu hai ngày công việc, đồ ăn đều là Diêu Nguyệt đưa lên lâu. Hắn nhìn thấy tô cẩm, ánh mắt sáng lên, a cẩm, hắn hô một tiếng, đáy lòng tràn đầy yêu thích, nếu không phải công việc tích lũy quá nhiều hắn mới sẽ không vội vàng công việc mà không chú ý hắn nhu thuận đáng yêu muội muội tô ca còn không có mốc meo a à. sở lâm thuận miệng chế nhạo một câu ngươi không còn ra ta còn tưởng rằng ngươi lại bị cái nào nữ quỷ nhìn trúng nữa nha tô Giang nguyên sắc mặt biến hóa sự tình đều đi qua ngươi đừng nhắc lại sở lâm qua loa gật đầu được thôi nâng lên nữ quỷ tô cẩm nhớ tới một sự kiện nàng còn có một bút số dư không có thu nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra cùng khách sạn vương quản lý liên hệ một chút nữ quỷ đã bị nàng giải quyết sẽ không lại trở về số dư phải trả cho nàng vương quản lý bên kia chuyển khoản tốc độ cũng rất nhanh tô cẩm nói chuyện liền đem số dư quay lại không chỉ có như thế đối tô cẩm là các loại nói lời cảm tạ cùng mời ăn cơm thịnh tình không thể chối từ phía dưới tô cẩm đem cái này sự tình giao cho sở lâm đồ đệ sư phụ ngươi ta có một cái xã giao cần ngươi tự mình đi sở lâm trên mặt hiển hiện một vòng nghi hoặc vậy sư phụ ngươi đây không cùng lúc đi sao tô cẩm ta ban đêm có việc phải bận rộn nghe vậy sở lâm nghi ngờ hơn có chuyện gì có thể so sánh được hộ khách trọng yếu tô cẩm ngẩng đầu nhìn một chút nhanh mốt meo tô gian nguyên ngươi nếu là không có chuyện có thể cùng sở lâm cùng một chỗ không có việc gì phơi nắng ánh trăng cũng rất tốt nghe xong lời này sở lâm nháy mắt tinh thần tỉnh táo sư phụ có phải là tô ca trên thân còn có cái gì âm khí a sát khí loại hình cho nên mới cần phơi ánh trăng không hiểu liền hỏi hắn là cái tích cực hiếu học hảo hài tử tô cẩm hời hợt về hắn ngươi suy nghĩ nhiều hiện tại là ban đêm không có mặt trời có thể phơi cho nên liền thích hợp một chút phơi nắng ánh trăng sở lâm tô giang nguyên tô cẩm cùng sở lâm giao phó hai câu liền đứng dậy lên lầu trở về phòng nàng lại muốn chuẩn bị một chút lá bùa lần này cho bạch quan chủ chuẩn bị gậy ông đập lưng ông cái này xuất diễn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu nàng phải sớm tính xong khả năng xuất hiện tình huống tránh xuất hiện khác ngoài ý muốn chương 110, muốn giết tô cẩm diệt khẩu đêm khuya thành tây hoang lâu bốn phía liền một bóng người cũng không có chợt có gió lạnh thổi qua lá cây rì rào rung động càng là nổi bật lên hoang lâu quỷ dị vô cùng lúc này một bóng người quen thuộc đi tới hoang lâu nhìn bộ dáng dường như đối hoang lâu phá lệ quen thuộc hắn tiến hoang lâu về sau, mục tiêu tinh chuẩn đi đến hoang lâu chính giữa vị trí, chỉ gặp hắn nhìn chầm chầm chỗ ấy nhìn trong chốc lát, dường như đang cố gắng phân rõ thứ gì, dây lát, hắn lấy ra một đạo lá bùa ném tới chính giữa vị trí, ném ra lá bùa nháy mắt bị vỡ nát, thấy thế, người kia nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, trận pháp tuyệt không lọt vào phá hư, cũng nên không ai phát hiện, nhưng mà một giây sau, giọng nói lạnh lùng tại hoang trong lầu vang lên, bạch quan chủ làm sao đêm khuya chạy đến chỗ này rồi. Cô Cẩm nhiều hứng thú nhìn qua trước mắt cái này đạo thân ảnh quen thuộc, người này cũng không chính là bị nàng dẫn tới Bạch Quan Chủ. Bạch Quan Chủ thân thể cứng đờ, trên trán nhất thời liền toát ra tinh miệng mồ hôi, hắn làm bộ trấn định quay đầu lại, trên mặt mang mấy phần giả bộ ra ý cười, hóa ra là Tô Quan Chủ. Thật là đúng dịp, đúng là ở chỗ này gặp phải, cô Cẩm trong thanh âm tràn đầy ý tứ sâu xa, xác thực rất khéo, xảo, chữ nàng cố ý cắn cực nặng. Bạch quan chủ thần sắc có chút có chút biến hóa, hắn không đợi Tô Cẩm nói cái gì, trước một bước nói, kỳ thật cũng không tính là trùng hợp. Lúc ban ngày, ngươi cùng tri hạt gọi điện thoại, ta không cẩn thận nghe được các ngươi đối thoại, biết cái này hoang lâu có vấn đề, ta liền một mực nhớ nhung ở trong lòng, thế là, vừa về tới thanh thành, liền vội vàng chạy đến chỗ này, thuyết pháp này, dường như không có bất kỳ cái gì vấn đề, cũng có thể hoàng mỹ giải thích bạch quan chủ đêm khuya xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân tô cẩm không nhanh không chậm vượt qua bạch quan chủ đi vào hoang lâu chính giữa vị trí bạch quan chủ vừa rồi đang dùng lá bùa thăm dò thứ gì sao nàng thấp mắt liếc mắt lá bùa vết tích tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc bạch quan chủ cười cười xấu hổ tô quan chủ sức quan sát thực là không tồi ta vừa rồi dùng lá bùa thử một chút muốn nhìn một chút cái này hoang lâu phải chăng có dị thường đang khi nói chuyện Bạch quan chủ nhiệm không được nhiều dò xét, tô cẩm vài lần. Vị này tô quan chủ thật đúng là khó đối phó a. À? Bạch quan chủ đáy lòng tràn đầy kinh hãi, mơ hồ trong đó hắn có một loại dự cảm không tốt. Tô cẩm cười nhẹ nhàng, vậy xin hỏi bạch quan chủ, người có thể phát hiện cái gì dị thường? Tô cẩm vấn đề này đối với bạch quan chủ đến nói rất là khó trả lời, mặc kệ câu trả lời của hắn như thế nào đều sẽ rơi vào tô cẩm trong hố, mà cái này hố trước kia liền vì bạch quan chủ chuẩn bị kỹ càng hắn suy tư một lát hỏi ngược lại tô quan chủ nhưng có cảm giác được cái gì dị thường tô cẩm cảm thấy buồn cười loại thời điểm này còn đang suy nghĩ lấy cùng với nàng đánh thái cực tô cẩm không có quanh co lòng vòng nói thẳng ta phát giác được nhà này hoang lâu bên trong có một cái trận pháp bạch quan chủ đạo pháp cao thâm nghĩ đến cũng hẳn là phát giác được xem chừng cố ý hỏi ta là muốn thi kiểm tra ta bạch quan chủ ánh mắt biến ảo khó lường Dây lát ở giữa, hắn che đậy quyết tâm cuối kinh hải, câu quan chủ trời sinh thông minh, đợi một thời gian, nhất định có tạo thành, những lời khách sáo này, bạch quan chủ liền không cần nói nữa. Tô Cẩm đánh gãy hắn, ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn, ta hôm nay lúc ban ngày, nghe được một chút cùng hoang lâu có liên quan sự tình, không biết bạch quan chủ có hứng thú hay không nghe một chút, bạch quan chủ chấp tay nói, xin lắng tai nghe, tô Cẩm xì khẽ một tiếng, xem ra bạch quan chủ thật đúng là lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt làm, chỗ này hoang lâu, hơn 10 năm trước, đi ra nhân mạng, huyên náo xôn xao, về sau, từ gia vì giải quyết việc này, cố ý mời ngài tới đây tác pháp, bạch quan chủ ngươi trấn áp nơi này lệ quỷ, nhưng chỗ này tòa nhà lại không thể lại khởi công, từ đó, chỗ này lại bởi vì nháo quỷ, triệt để thành hoang lâu, làm sao bạch quan chủ chính ngươi xử lý qua sự tình, đều cấp quên đây, nghe vậy, bạch quan chủ liên tục thở dài, hắn bỗng nhiên vỗ nhẹ tráng, ai? ta liền nói nơi này quen thuộc, làm sao cũng nhớ không nổi đến, nhờ có tô quan chủ nhắc nhở ta, hóa ra là từ gia sản nghiệp. Cái này, ta ngược lại là nhớ kỹ, vừa dứt lời xuống dưới, tô cẩm lại hỏi, đã bạch quan chủ nhớ lại, vậy cái này chỗ hoang lâu bên trong trận pháp, bạch quan chủ còn nhớ rõ là ai bày ra sao, bạch quan chủ như có điều suy nghĩ, ta đây thật đúng là không biết, ta lúc đầu vì trấn áp con kia lệ quỷ, xác thực bày bố trận, nhưng cùng trận này rõ ràng khác biệt, bỗng nhiên chỉ chốc lát, bạch quan chủ có chút tiếc hận, nếu là sớm biết nơi này có trận pháp, trước đó còn có thể hỏi hỏi một chút la đạo trưởng, đáng tiếc hiện tại, la đạo trưởng đã qua đời, nếu là bạch quan chủ gặp phải đối thủ là những người khác, có lẽ thật đúng là sẽ bị hắn chỗ lừa gạt, đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ là nàng tô cẩm, đã bạch quan chủ da mặt dày như vậy, khi nàng cũng chỉ có thể lưu loát vạch mặt, tô cẩm chậm rãi nói, bạch quan chủ, chỗ này hoang lâu trận pháp tên là tụ âm trận tên như ý nghĩa có thể tụ tập âm khí chung quanh cho nên chỗ này hoang lâu chung quanh có không ít âm hồn bọn chúng đều là bị tụ âm trận hấp dẫn tới bởi vì âm hồn quá nhiều bởi vậy người đi đường qua lại kiểu gì cũng sẽ gặp phải một chút không phải bình thường sự kiện một lúc sau hoang lâu cùng lân cận sẽ rất ít có người xuất hiện lại càng không có người xông vào hoang lâu mà dạng này một chỗ hoang lâu thích hợp nhất là một chút việc không thể lộ ra ngoài, hoặc là giao dịch, bạch quan chủ một bộ hiểu ra bộ dáng, hóa ra là dạng này. Kể từ đó, kia la đạo trưởng liền có thể lợi dụng hoang lâu địa điểm này làm giao dịch. Dạng này cũng sẽ không bị người chú ý tới, tô cẩm ánh mắt tỉnh mịch, bạch quan chủ thật biết chơi cười, cùng ngày chúng ta sử dụng sư hồn thuật lúc, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, la đạo trưởng ký ức, bị người xuyên tạc sao, bạch quan chủ sắc mặt lập tức đại biến, lại duy trì không ngừng nguyên bản bình tĩnh bình tĩnh. cô cẩm nói tiếp, cùng ngày có thế tiếp xúc la đạo trưởng người chỉ có chúng ta mấy cái, mà phương tri hạt đạo hành tạm thời không đủ, sở lâm chưa tu tập đạo pháp như vậy cũng liền chỉ còn lại ta cùng bạch quan chủ. bạch quan chủ cảm thấy giữa chúng ta là ai xuyên tạc la đạo trưởng ký ức đâu? nói đến chỗ này, bạch quan chủ không che giấu nữa, đấy mắt hiển hiện một vòng sát ý, ta tôn xưng ngươi một tiếng tô quan chủ là cho mặt mũi ngươi dựa theo bối phận để tính ta cao hơn ngươi vô cùng càng xem như trưởng bối của ngươi ngươi như thế vô hãm hoài nghi trưởng bối cũng không quá tốt tô cẩm cười khẽ ta đã dám nói đương nhiên là bởi vì ta nắm giữ đến đầy đủ chứng cứ không phải cũng sẽ không cố ý dẫn ngươi tới đây bạch quan chủ tấm kia khuôn mặt hòa ái đều bị sát ý thay thế câu quan chủ ngươi cần gì phải không nên ép ta đối với ngươi động thủ lời còn chưa dứt bạch quan chủ liền đối với tô cẩm ra tay ra tay nhanh mà hung ác, chiêu thức kia, rõ ràng là muốn tô cẩm tính mạng, chỉ cần tô cẩm chết rồi, những sự tình này liền sẽ không có người biết, hắn như vậy vất vả ẩn tàng, làm sao cũng không ngờ tới, cuối cùng sẽ bị một cái tiểu cô nương khám phá, chương 111, một bước sai, từng bước sai, tô cẩm lách mình tránh đi, thuấn di phù nơi tay, trong chớp mắt từ bạch quan chủ trước mắt biến mất, bạch quan chủ kinh ngạc nhìn xem đột nhiên không có một ai hoang lâu. Người đâu? mới vừa rồi còn tại trước mắt hắn người đâu có điều bạch quan chủ đến cùng sống mấy chục năm rất nhanh liền đoán được tô cẩm dùng thuấn di phù hắn biết tô cẩm trong tay có thiên lôi phù không nghĩ tới nàng lại còn có thuấn di phù bực này trân quý lá bùa ngay sau đó một tia khí tức xuất hiện bạch quan chủ trở tay chính là một đạo sát chiêu nhưng mà khi hắn động tác ngoan lệ tiến lên lúc lại phát giác xuất hiện người không phải tô cẩm mà là phương tri hạt trong chốc lát Bạch quan chủ trong lòng kinh hãi, hắn vội vã thu tay lại, trực tiếp liền bị chân khí phản vệ một chút, trong lòng ngực chân khí hơi loạn, hắn không rảnh bận tâm, ánh mắt có chút luống cuốn nhìn qua đồ đệ, tri hạt, ngươi, ngươi làm sao lại ở chỗ này, phương tri hạt ánh mắt bi thương, phản phất nhận to lớn đã kích, ta so sư phụ sớm đến trong chốc lát. Vừa rồi những cái kia đối thoại, hắn tất cả đều nghe được, hắn ngay từ đầu không rõ tô cẩm vì sao lại dùng thuấn di phù xuất hiện ở trước mặt hắn, lại đem hắn đưa đến chỗ này, còn cần lá bùa biến mất hắn khí tức, thẳng đến hắn nhìn thấy sư phụ xuất hiện một khắc này, hắn mơ hồ ý thức được cái gì, nhưng khi đó, trong lòng của hắn như cũ tồn tại chờ mong, nhưng cuối cùng, sư phụ vẫn là đối tô cẩm ra tay, khi một cái chớp mắt, hắn để ở trong lòng nhiều năm tín ngưỡng, phản phất trong chốc lát sụp đổ, vỡ thành mảnh nhỏ, cho nên, nhiều năm trước, ngươi vì từ gia xử lý hoang lâu lệ quỷ thời điểm, ngươi cũng đã bắt đầu tính toán rồi chỉ là một con lệ quỷ cũng không phải cái gì có trăm năm đạo hành lệ quỷ nơi nào cần trấn áp chẳng lẽ không phải tùy tiện liền có thể giải quyết sao phương tri hạt rất nhanh liền từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau làm rõ trong đó quan hệ lấy trấn áp thuyết pháp cố ý lừa gạt người của từ gia lại bày lên tụ âm trận sau đó chỗ này hoang lâu liền triệt để trở thành một cái giao dịch địa điểm an toàn ẩn nấp sẽ không bị người phát hiện thật đúng là kế sách hay a à? thậm chí còn xuyên tạc La đạo trưởng ký ức, từ đó đem mọi chuyện vu oan giá họa đến La đạo trưởng trên thân, có lẽ liền kia cái gọi là nhiếp hồn thuật, cũng đều là một trận khổ nhục kế. Phương Tri Hạc ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Bạch Quan chủ, Bạch Quan chủ có chút không dám cùng đồ đệ đối mặt, hắn quay đầu, không trả lời Phương Tri Hạc vấn đề, nhưng hắn trầm mặt, cũng đã nói rõ đáp án. Phương Tri Hạc thân hình lung lay, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kia La đạo trưởng, cũng là ngươi giết ngươi cố ý đẩy ra ta, chính là vì thuận tiện xuống tay, bạch quan chủ tiếp tục trầm mặt, phương tri hạt lắc đầu, tâm tình vào giờ khắc này ngũ vị tạp trần, hắn đều đã là ngươi dê thế tội, ngươi còn không quên đem hắn diệt khẩu. Ngươi làm sao? Làm sao? Hắn có chút nói không được, tô cẩm chậm rãi xuất hiện tại phương tri hạt sau lưng, nàng có chút thở dài, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, xem như trấn an, ta tại đến hoang lâu trước đó, nghiêm túc nghĩ tới, ta cùng hắn thiếu không được muốn động thủ, mà hắn lại là ngươi sư phụ, có chút sự tình ngươi không nên bị mơ mơ màng màng, huống chi, loại chuyện này, Phương Tri Hạc sớm muộn cũng phải biết, còn không bằng trực tiếp đem người mang tới, để Phương Tri Hạc tận mắt xem xét, đương nhiên, cách làm này, đối Phương Tri Hạc đến nói, khả năng quá tàn nhẫn, nhưng có chút sự thật, cần tận mắt thấy, mà không phải từ trong miệng người khác nghe nói, mà lại nàng trước khi đến, cũng có uyển chuyển hỏi thăm qua Phương Tri Hạc ý kiến. Phương Tri Hạc gật gật đầu, cầm lấy thanh âm nói câu xin lỗi, thật xin lỗi, tô quan chủ, tô cẩm thở dài, có chút sự tình đi, thật làm người đau đầu, kỳ thật, nàng cũng không chỉ một lần nhắc nhở qua Phương Tri Hạc, mặc kệ là lần đầu tiên dân hương, tổ sư gia thích Phương Tri Hàng lúc, hay là lần trước thuận miệng nhất lên, chỉ là, đại khái ai cũng không nghĩ tới sẽ có đêm nay loại tràn diện này a, à. dù là tô cẩm, lúc ấy cũng chỉ là từ tổ sư gia thái độ bên trong, đoán được Bạch Vân Quang khả năng có kiếp nạn, hoặc là có vấn đề. Dù sao, đang truy tra Trương Nguyệt trước đó, ai có thể muốn lấy được, đường đường Bạch Vân Quang quan chủ, đúng là cùng tà giáo cấu kết nhiều năm. Nàng quay đầu, nhìn về phía Bạch Quang chủ, ngươi chẳng lẽ không nên cho ngươi đồ đệ một lời giải thích sao? Việc đã đến nước này, còn có cái gì tốt giải thích? Bạch quan chủ tự dễu cười cười, đã bị các ngươi xem thấu, ta đã không còn gì để nói. Tô Cẩm Bình tĩnh nói, từ Trương Nguyệt bị ta bắt được một khắc này bắt đầu, ngươi liền nghĩ tốt đối sách, la đạo trưởng cho tới bây giờ đều không phải làm cái gì nuôi tà vật người dê thế tội, ngươi dày vò ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì để la đạo trưởng khi ngươi dê thế tội, cho tới nay, tại hoang lâu bên trong cùng mục tiêu giao dịch tà vật người kia, đều là ngươi. Ngươi mới là dấu ở thanh thành dưới mặt đất giao dịch người, nói xong lời cuối cùng, tô cẩm hơi xúc động, bạch quan chủ, ngươi ẩn tàng hơn 10 năm, thậm chí càng lâu nếu như nàng không có phát hiện la đạo trưởng ký ức bị xuyên tạc hoang lâu có tụ âm trận có lẽ bạch quan chủ còn có thế tiếp tục ẩn tàng phương tri hạt rốt cục nhịn không được há miệng hỏi thăm vì cái gì sư phụ ngươi là người trong đạo môn lại là bạch vân quan quan chủ ngươi biết rất rõ ràng làm những việc này không có kết cục tốt ngươi vì cái gì còn muốn cùng tà vật có chút nhiễm dứt lời phương tri hạt đột nhiên vội vã chạy đến bạch quan chủ trước người hắn đáy mắt ngậm lấy chờ mong, nho nhỏ tâm cẩn thận hỏi thăm, có phải là bọn hắn hay không dùng nhiếp hồn thuật khống chế ngươi? Bức bách ngươi vì bọn họ làm việc. Ngươi có phải hay không có cái gì nỗi khổ? Nói nói, phương tri hạt đỏ cả vành mắt, nuôi hắn nhanh 20 năm sư phụ, tại sao sẽ là như vậy người Ngươi bình thường rõ ràng không phải như vậy dạy bảo ta sao, phương tri hạt có chút sụp đổ, bạch quan chủ nhìn xem hắn bộ dáng, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng là, có chút sự tình một bước sai từng bước sai đợi mình muốn quay đầu lúc mới phát hiện sau lưng sớm đã không còn đường hắn chỉ có thể một sai đến cùng tô cẩm đi lên phía trước hai bước lấy ra bạch quan chủ họa phế lá bùa đây là ta từ phòng ngươi bên trong giấy lộn cái sọc bên trong cầm bạch quan chủ đây là ngươi họa phù a nghe được tô cẩm bạch quan chủ ánh mắt chớp lên tô quan chủ ngươi làm sao cứ như vậy thông minh đâu mặc kệ ta cỡ nào nghĩ ẩn tàng sự tình đúng là đều bị ngươi phát hiện, từ trương nguyệt sự kiện đến hoang lâu, lại đến giờ phút này trong tay nàng cầm tấm kia họa phế lá bùa, thông minh như ngươi, cũng đã đoán được mà. Hắn tự dễu cười cười, trong chốc lát, lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, phương tri hạt mờ mịt từ tô cẩm trong tay đoạt lấy tấm kia họa phế phù, hắn nhìn thoáng qua, không hiểu được, tô cẩm giải thích nói, từ trương này họa phế phù đến xem, vẽ bùa người tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm nhưng sư phụ ngươi đã hơn 40 tuổi, hắn vẽ bùa trình độ không nên như thế, không, không có khả năng, sư phụ ta vẽ ra phù đạo pháp cao thâm, cái này sao có thể là sư phụ ta họa, vừa dứt lời dưới, Phương Tri hạt liền hiểu, một cái đáng sợ đáp án xuất hiện tại Phương Tri hạt trong đầu, hắn nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy bạch quan chủ nhẹ gật đầu, hai mươi mấy năm trước, ta tư chất thường thường, là trong đạo quán nhất không xuất chúng tiểu sư đệ, chương 112, mật thất kinh hiện đại lượng tà giống bạch quan chủ ánh mắt dần dần hướng về nơi xa dường như lâm vào rất xa xưa trong hồi ức vô luận ta cố gắng thế nào ta đều là xem bên trong hạn chót một cái kia ta nhất tâm hướng đạo nhưng ta lại vẫn cứ cùng đạo pháp vô duyên bạch vân quan tất cả mọi người biết ta cố gắng nhất nhưng ta cũng phế nhất vật mỗi lần gặp phải ta ta đều có thể từ bọn hắn đáy mắt nhìn thấy đồng tình nhưng ta muốn là bọn hắn đồng tình sao không phải ta muốn là tu tập đạo pháp trở thành Bạch Vân quan xuất chúng nhất đệ tử. Bạch quan chủ ngôn ngữ oán giận, liền tâm tình cũng bị cảm xúc ảnh hưởng. Về sau, cái này sự tình liền thành đáy lòng ta chấp niệm, hắn ánh mắt đột nhiên có chút biến hóa, trở nên mềm mại mấy phần, thẳng đến có một ngày, ta làm một giấc mộng. Trong mộng, ta bởi vì chấp niệm cùng khắc khổ, bị thần tôn nhìn trúng, thần tôn hỏi ta muốn cái gì, ta nói ra nguyện vọng của mình, thần tôn thật nhiều linh nghiệm, hắn cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Ngay tại ta mộng tỉnh về sau, ta phát hiện, ta thật thay da đổi thịt, ý nghĩ của ta rộng mở trong sáng, ta đối đạo Pháp hiểu rõ cũng như đột nhiên thông suốt. Ngày đó, là ta vui sướng nhất một ngày, ta cho là ta thành kính cùng khắc khổ có hồi báo, ta coi là từ đó về sau, ta liền có thể thoát khỏi phế vật nhãn hiệu, tiếp tục thâm nhập sâu nghiên tập đạo Pháp. Thế nhưng là, Bạch Quang chủ lời nói xoay chuyển, cả người đều có chút đau khổ, thế nhưng là, tình huống như vậy, thẳng tiếp tục một ngày, vẹn vẹn một ngày, ta lại biến trở về lúc trước tên phế vật kia. Ta lại bị đánh về nguyên hình, hết thảy tựa như là một giấc mộng đồng dạng, cũng may thần tôn lại tìm đến ta, hắn hỏi ta, có nguyện ý hay không để loại tình huống này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, chỉ cần ta trở thành tín đồ của hắn, từ đây, ta chính là bạch vân quan bên trong ưu tú nhất một cái kia, cho nên ngươi sẽ đồng ý, trở thành tà vật chó săn. Tô Cẩm đột nhiên lên tiếng, ngôn ngữ sắc bén tổng kết Bạch Quan chủ tình huống. Bạch Quan chủ liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt hiển hiện ý cười cùng bất đắc dĩ, đúng vậy a, à, ta đồng ý, ta biết rõ khả năng này là một cái bẫy, ta vẫn là một đầu cắm đi vào. Hắn nhắm lại mắt, thở dài một tiếng, người đều có thất tình lục dục, ai cũng không thể đem mình tạp niệm toàn bộ vứt bỏ, thử hỏi, coi là mình tâm tâm niệm niệm đồ vật, liền bày ở trước mặt mình, thậm chí có thể chạm tay, chỉ cần hơi gật đầu, liền có thể có được lúc ai có thể nhịn được loại này dụ hoặc. Lại có ai sẽ từ bỏ, huống chi. Ta đã thể nghiệm đến có được Thiên Phú Mỹ hảo, loại kia đột nhiên đạt được, lại xử trí không kịp đề phòng ở giữa mất đi chênh lệch, đổi thành bất luận kẻ nào, đều không thể chịu đựng, cho nên, hắn biết rõ hắn đi lầm đường, nhưng như cũ chưa từng quay đầu, cái này một sai, liền sai hơn 20 năm. Câu Cẩm lắc đầu, không quá đồng ý Bạch Quan chủ, sai chính là sai ngươi rõ ràng có cơ hội quay đầu mặc kệ là nhiều năm trước vẫn là bây giờ la đạo trưởng sự kiện ngươi đều có cơ hội buông tay nhưng ngươi vẫn là lựa chọn tiếp tục sai xuống dưới tiếp tục làm tà vật nô lệ ngươi nói ngươi nhất tâm hướng đạo lại vô thiên phú hướng đạo trở thành ngươi chấp niệm nhưng ở ngươi cùng tà vật giao dịch về sau vậy liền không phải chấp niệm mà là ngươi tham niệm nếu là thật sự nhất tâm hướng đạo như thế nào lại lựa chọn một đầu cùng đạo pháp hoàn toàn ngược không đường về Câu cẩm một câu nói đúng trọng tâm, bạch quan chủ há hốc mồm, dường như không tìm được phản bác tô cẩm, một giây sau, hắn ước lượng là bị dẫm lên chỗ đau, trong lúc đó giận dữ, như ngươi loại này sinh ra đã có thiên phú, trời sinh thông tuệ người, biết cái gì, ngươi căn bản cũng không biết ta khổ, tô cẩm. Trời sinh thông minh là lỗi của ta rồi, nàng không hiểu bạch quan chủ não mạch kính, về phần cái này tà giáo lắc lư người phương thức, nàng thật là hiểu rõ, hoặc là chính là trực tiếp lắc lư lắc lư không đến, liền dùng loại này trước cho một cái ngon ngọt, sau đó lại lấy đi phương thức, để mục tiêu nhân vật sinh ra mãnh liệt trên lệch cảm giác, từ đó tốt hơn đi vào trong cạm bẫy. Phương Tri Hạc lắc đầu cười khổ, sư phụ, đừng có lại sai xuống dưới, ngươi đã làm 20 năm bạch vân quan quan chủ, chẳng lẽ còn không có đột nhiên giác ngộ đạo Pháp sao? Ngươi nên quay đầu. Bạch quan chủ ánh mắt đi thương nhìn qua phương tri hạt, ngươi biết ta cả đời này tự hào nhất sự tình là cái gì sao? Phương Tri Hạc lắc đầu, Bạch Quang chủ hướng về phía Phương Tri Hạc vẫy vẫy tay, Tri Hạc, lại để cho sư phụ nhìn xem ngươi, Phương Tri Hạc không chút do dự đi tới, Bạch Quang chủ tay run run sờ sờ mặt của hắn, ta cả đời này, tự hào nhất đắc ý nhất sự tình, chính là đem ngươi nuôi nhiều tốt, ngươi là vi sư tỉ mỉ bồi dưỡng người, ta không có thể dài thành bộ dáng, đều ở trên thân thể ngươi nhìn thấy, ta cũng coi như, chết cũng không tiếc, vừa dứt lời xuống dưới, bạch quan chủ bỗng nhiên đem phương tri hạt đẩy hướng tô cẩm phương hướng tô cẩm bị cản một chút đợi nàng đem phương tri hạt lay mở bạch quan chủ đã ngã xuống hắn lựa chọn tự sát phương tri hạt khóc trống không thôi sư phụ sư phụ hắn cùng tô cẩm ai cũng không nghĩ tới bạch quan chủ thế mà lại lựa chọn loại phương thức này tô cẩm cũng có chút xử trí không kịp đề phòng nàng còn không có từ bạch quan chủ trong miệng hỏi lại ra chút một chút manh mối người cứ như vậy không có rồi Tô Cẩm tỉnh tỉnh vỗ nhẹ phương tri hạt lưng, ngươi. Nghĩ nghĩ, Tô Cẩm thu tay lại, không hề nói gì ra tới. Mặc kệ là Bạch Quang chủ bộ mặt thật, vẫn là Bạch Quang chủ chết đi. Đại khái đều đối phương tri hạt đã kích thật lớn, nàng trầm thấp thở dài. Cái này tà giáo manh mối, lại từ Bạch quan chủ chỗ này đoạn mất. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm yên lặng đi đến hoang trong lầu ở giữa. Nàng định đem hoang lâu tụ âm trận phá, vừa phá xong trận. Cô cẩm đột nhiên phát giác được nhà này hoang lâu dưới nền đất trừ tụ âm trận dường như còn có khác dị thường nàng liền giật mình một lát sau đó lui lại mấy bước một đạo thiên lôi phù văn ra ngoài trực tiếp bổ vào chính giữa vị trí chỉ kiến giải mặt lập tức liền bị đánh ra một cái lỗ thủng tô cẩm hướng phía trước đi vài bước đứng tại biên giới nhìn xuống phía dưới quả nhiên nơi này còn có một cái mật thất nàng liền biết bạch quan chủ phí nhiều ý nghĩ như vậy tại nhà này hoang trên lầu không có khả năng chỉ là lựa chọn chỗ này làm che giấu tai mắt người giao dịch địa điểm đơn giản như vậy. Nàng quay đầu mắt nhìn Phương Tri Hạc, lên tiếng nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Phương Tri Hạc thuận nhìn qua, ý thức được dưới mặt đất có vấn đề. Hắn đem sư phụ cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, sau đó đi đến tô cẩm bên người, nhìn thấy phía dưới mật thất lúc, trong thần sắc tràn đầy chấn kinh. Tô cẩm trở tay đem thiên lôi phù vung ra bạch quan chủ thi thể phía trên, dạng này có thể phòng ngừa xuất hiện khác ngoài ý muốn, không phải, Phương Tri Hạc cùng với nàng cùng một chỗ tiếng mật thất, lúc trở ra, vạn nhất sư phụ hắn không gặp, chẳng phải là lại muốn xảy ra chuyện, cho nên trước vung đạo thiên lôi phù, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tô cẩm cùng Phương Tri Hạc nhảy vào mật thất, đen như mực trong mật thất, cái gì cũng không nhìn thấy, tô cẩm vung tay lên, lập tức trong mật thất giống như ban ngày, ngay sau đó nhìn thấy mà giật mình một màn, ánh vào hai người tầm mắt chỉ thấy mật thất bên trong tràn đầy tà giống, nơi này tà giống nói ít cũng phải có mấy trăm, nhưng so sánh tại la đạo trưởng chỗ ấy lục soát nhiều gần trăm lần, nhiều như vậy tà giống, không biết còn tưởng rằng chạy vào bán buôn chợ nhỏ. Phương Tri Hạc vội vàng đi qua, tiện tay cầm một tôn tà giống ngã nát, đã thấy bên trong không có vật gì, cũng ngây thơ vật các thứ, tô cẩm kinh ngạc nói, thế mà chỉ là một chút tà giống vỏ bọc. Trận pháp phía dưới, nên còn có tà vật mới đúng, chương 113 khôi lỗi thuật giả chết thoát thân phương tri hạt lại nhìn một chút thấp giọng nói chúng ta bốn phía tìm xem nhìn xem còn có hay không khác manh mối cô cẩm ừ một tiếng ánh mắt tại căn này không lớn mật thất bên trong vừa đi vừa về đảo quanh giây lát nàng đi vào phương hướng chính đông chỉ thấy chỗ kia cùng cái khác địa phương đều không quá đồng dạng rõ ràng mài mòn tương đối nghiêm trọng cô cẩm lấy ra chủy thủ tại kia mặt trên tường vừa đi vừa về gõ rất nhanh nàng mục tiêu khóa chặt tại nào đó một chỗ làm nàng đem bên ngoài tầng kia nước sơn làm rơi lúc, bên trong kinh hiện một cái rất nhỏ hốc tối, Phương Tri hạt cũng đi theo nhìn lại, tô cẩm mở ra hốc tối, chỉ thấy ở trong đó đồng dạng có một tôn tà giống, chỉ là, tôn này tà giống nhìn, rõ ràng càng thêm tinh xảo, quý giá, không chỉ có như thế, bên trong còn có mấy cái hương cùng lư hương, xem ra, Bạch Quang chủ hẳn là ở chỗ này vụn trộn cho tôn này tà giống trải qua hương, tô cẩm hiếp hiếp mắt, trực tiếp đưa tay liền phải đi đem tà giống lấy ra. Phương Tri hạc liền giật mình, cuốn quyết ngăn cản Tô Cẩm, cẩn thận, vạn nhất cái này tà giống có vấn đề. Hắn lo lắng nói, ánh mắt lại là mất tự nhiên lấp lóe, qua nhiều năm như vậy, hắn đúng là chưa hề nhận rõ qua hắn sư phụ, Tô Cẩm hững hờ về hắn, yên tâm, một tôn tà giống mà thôi. Nàng ngược lại muốn xem xem tôn này tà giống là có hay không có quỷ, tại Tô Cẩm cầm lấy tà giống trong nháy mắt đó, tà hướng phía trên tràn ra một vệt hắc khí thật nhanh nhào về phía tô cẩm tô cẩm cười một tiếng một cái tay khác ổn rất chuẩn bắt lấy kia sợi hắc khí hắc khí tựa như có sinh mệnh một loại muốn chạy trốn phương tri hạt trong lòng hoảng hốt đây đây là tô cẩm nói chớ lo lắng không phải thứ gì trọng yếu đại khái là sư phụ ngươi đem tà giống đặt ở nơi này thời điểm vì phòng ngừa bị người phát hiện cho nên tại tà giống bên trên lưu lại một tay vừa dứt lời dưới kia sợi hắc khí liền tại tô cẩm trong tay tan thành mây khói Phương Tri Hạc tâm tình phức tạp nói, vẫn là cẩn thận là hơn. Tô Cẩm nắm lấy tà giống nhìn một chút, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, ngược lại là tại tà giống cái bệ bên trên tìm được hai hàng chữ nhỏ, "Thiên viên thần tôn, phổ độ chúng sinh." Tô Cẩm đem kia hai hàng chữ nhỏ niệm đi ra, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chỉ là một cái tà vật, cũng dám tự xưng thần tôn. Tô Cẩm ánh mắt lạnh lùng, trở tay liền đem tôn kia tà giống hung hăng ném xuống đất, kia một ném, Tô Cẩm dùng chân khí, cho nên tà giống rơi trên mặt đất lúc này liền bị ngã phải chia năm xẻ bảy vỡ vụn âm thanh vừa dứt dưới chỉ thấy kia tà giống bên trong lộ ra không ít dùng lá bùa bao vây lấy đồ vật tô cẩm lập tức liền cười nguyên lai like những vật này giấu ở chỗ này không đợi phương tri hạt kịp phản ứng tô cẩm một đạo lá bùa đánh tới lập tức tà giống bên trong đồ vật liền dấy lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm trong chốc lát những cái kia chưa thành hình tà vật đều bị thiêu thành tro tàn đây là phương tri hạt kinh hãi nói Tô Cẩm giải thích nói, đây chính là chưa thành hình tà vật, hẳn là trước từ bạch quan chủ xác định mục tiêu, sau đó từ bên trong này lấy ra một con chưa thành hình tà vật, lại dựa vào lá bùa cùng cấm thuật các loại, đem nó để vào những cái kia tà giống vỏ bọc bên trong, về sau, liền thành một tôn có thể thực hiện nguyện vọng chân chính tà giống. Theo Tô Cẩm Thanh âm rơi xuống, hỏa diễm dần dần, dần dập tắt, chỉ còn lại chia năm sẽ bảy tà giống mảnh vỡ. Tô Cẩm hững hờ dơ chân lên, một chân dẫm tại tà giống mảnh vụn bên trên, trực tiếp đem nó dẫm thành mảnh vụn cạn bã, thiên nguyên thần tôn. Không gì hơn cái này, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ diệt thiên nguyên thần tôn hang ổ. Phương Tri hạt nhìn qua tô cẩm bộ dáng, đáy lòng tuôn ra tràn đầy kính nể, đây mới là nhìn qua chi chủ nên có bộ dáng, tràn ngập chính nghĩa mà thông minh, lại không sợ nguy hiểm, càng ý chí thiên hạ, nếu là sư phụ có thế sớm một chút gặp phải tô quan chủ, không thông báo sẽ không vẫn là như vậy kết quả. Hắn trong ánh mắt trải rộng bi thương, cô cẩm lại tại mật thất bên trong tìm một vòng, trừ những cái này bên ngoài, liền không có cái khác. Cô cẩm nói, chúng ta lên đi, bạch quan chủ con cá lớn này, nàng câu ra tới, thu hoạch lần này mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, tối thiểu nhất, chỗ này giao dịch địa điểm cùng mật thất bên trong tà vật, xem như hủy ở trong tay nàng. Sau lần này, thanh thành hẳn là sẽ sống yên ổn một đoạn thời gian, mà nàng cùng cái kia gọi thiên uyên thần tôn đồ chó cũng coi là kết ân oán sống chết rồi. Tô Cẩm cùng Phương Tri Hạc rời đi mật thất. Phương Tri Hạc ánh mắt phức tạp nhìn qua sư phụ hắn thi thể. Hắn đến bây giờ đều có chút không thể tin được vì sự tình gì lại biến thành bộ dáng như hiện tại. Vì cái gì trong một đêm, sư phụ liền biến thành người xấu. Cái kia dạy hắn làm người muốn đường đường chính chính sư phụ đi chỗ nào rồi. Phương Tri Hạc bước chân lão đảo đi qua, đem hắn sư phụ đeo lên. Sư phụ, liền để đệ tử lại cho ngươi đoạn đường. Không phải là đúng sai, sớm đã có định đoạn nhưng cuối cùng cái này người là nuôi hắn nhiều năm sư phụ đã người đã không có vậy thì tốt rồi sinh mồ yên mã đẹp đi ngay tại phương tri hạt cổng lên bạch quan chủ thời điểm bạch quan chủ cánh tay lộ ra cô cẩm ánh mắt trong lúc lơ đảng đảo qua đi đột nhiên dừng lại chậm đã nàng xuôi ở bên người tay đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một sợi ám quan nhanh chóng lao ra ngoài trách không được bạch quan chủ ẩn tàng nhiều năm như vậy quả nhiên giảo hoặc hung ác phương tri hạt kinh ngạc quay đầu lại có chút không biết làm sao, tô quan chủ, sư phụ ta hắn xác thực làm sai rất nhiều chuyện, thế nhưng là người đã chết rồi, hẳn là không đến mức bị mang đi tiên thi đi. cô cẩm có chút đau lòng mắt nhìn phương tri hạt, nhịn không được đưa thay sờ sờ đầu của hắn, thật sự là thật đáng thương một hài tử. ai, nàng cùng phương tri hạt sư đồ duyên phận, hẳn là cũng mau tới. phương tri hạt vô ý thức trục đầu một cái, có chút mờ mịt luống cuốn, lại thế nào rồi? tô quan chủ đột nhiên cùng ái dễ thân hắn có chút mộng tô cẩm trước tiên đem sư phụ ngươi buông ra phương tri hạt một mặt ngây ngốc đem người buông xuống hắn do dự nói tô quan chủ sư phụ ta đã không có hắn nhịn không được lại nói một lần tô cẩm cúi người đem bạch quan chủ ống tay áo đi lên nhấc lên nàng đưa tay đè lên cánh tay của hắn sau đó đem để tay tại trái tim của hắn chỗ giây lát tô cẩm đứng người lên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phương tri hạt đừng khổ sở sư phụ ngươi hắn không chết không chết Phương Tri Hạc kinh ngạc cuối người, nhìn không chuyển mắt nhìn xem sư phụ hắn, di thể, không, không chết sao, cô cẩm sách một tiếng, đừng nhìn, đây không phải sư phụ ngươi, cái này chiêu gọi là khôi lỗi thuật. Phương Tri Hạc, tô cẩm nói tiếp, xem ra, hắn hẳn là đã sớm nghĩ kỹ kim thiền thoát xác kế sách, một khi bị phát hiện, liền giả chết thoát thân. Nói đến chỗ này, cô cẩm trùng điệp vỗ nhẹ Phương Tri Hạc bả vai, thật sự là làm khó ngươi tên đồ đệ này, loại thời điểm này lại bị sư phụ lừa gạt rồi nào chỉ là đáng thương nàng đoán chừng hiện tại phương tri hạt cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh sợ là vừa sụp đổ tam quan còn chưa kịp tái tạo lại một lần băng tan nát phương tri hạt thân thể có chút bất ổn cả người hắn lung lay ánh mắt ngốc trệ giả chết giả chết hắn tự lẩm bẩm một lát phím hồng hốc mắt nước mắt lạch cạch rơi xuống một giây sau phương tri hạt mắt tối sầm lại ngất đi câu cẩm hơi xúc động mặc dù nhà mình sư phụ cũng không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu, còn không đến mức như thế hố đồ đệ lừa gạt đồ đệ. Phương tri hạt đồ đệ này làm thực sự là quá thảm, đoán chừng tổ sư gia đã sớm nhìn ra, dù sao về sau đều là người trong nhà. Chương 114, Tô Cẩm chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Tô Cẩm một cái tay vịn Phương Tri Hạt, để hắn không đến mức trực tiếp té xỉu trên đất bên trên. Một cái tay khác, nhẹ nhàng từ bạch quan chủ trên thân phất qua, chỉ thấy bạch quan chủ rất nhanh liền biến thành một con lớn cỡ bàn tay con rối con rối là bạch quan chủ bộ dáng nhìn tinh xảo vô cùng tô cẩm đem con rối dáng lên lá bùa sau đó bỏ vào trong túi sách của mình sau đó lại mắt nhìn mật thất phương hướng nàng ném ra một đạo lá bùa lá bùa rơi vào mật thất rất nhanh mật thất bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực hỏa diễm mang theo thôn vệ hết thảy lực lượng dây lát ở giữa mật thất bên trong hết thảy toàn bộ hóa thành tro tàn cùng lúc đó thanh thành cái nào đó che giấu nơi hẻo lánh bên trong hiện lên hai thân ảnh, bạch quan chủ cúi đầu xuống, thái độ cung kính quỳ tại đó tên áo đen sứ giả trước mặt, sứ giả lanh lãnh mà âm trầm thanh âm vang lên, bạch đường chủ, thanh thành phát sinh sự tình, thần tôn đã biết, thần tôn khoan hậu nhân từ, tuyệt không trừng phạt ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được, chúng ta tại thanh thành dưới mặt đất giao dịch, đã có hơn 20 năm căng cơ, bây giờ, lại bởi vì một cái nho nhỏ tô cẩm, tổn thất nặng nề thậm chí về sau đều có thể không cách nào lại tại thanh thành tiếp tục giao dịch còn hữu đạo môn hiệp sẽ đám kia lão đầu tử nếu là biết được ta thiên uyên đạo ngóc đầu trở lại cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn chằm chằm chúng ta ngươi có biết lần này bại lộ đối với chúng ta thiên uyên tạo thành bao lớn ảnh hưởng liền địa phương khác từng cái đường chủ từ nay về sau cũng đều phải cẩn thận cẩn thận mà hết thảy này đều là bởi vì tô cẩm bạch đường chủ ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nên làm cái gì bạch quan chủ vội vàng trả lời công sứ yên tâm từ hôm nay trở đi ta chắc chắn lấy diệt trừ tô cẩm làm mục tiêu nếu không diệt trừ tô cẩm ta tuyệt không trở về thấy thần tôn sứ giả gật đầu tô cẩm chưa trừ diệt sẽ làm hậu hoạn vô cùng bạch quan chủ đáy mắt tràn đầy sát ý thần tôn đại nghiệp tuyệt không thể bị một cái tô cẩm ảnh hưởng sứ giả khinh thường hừ lạnh bạch đường chủ ngươi phải chú ý ngươi dùng từ chỉ là một cái tô cẩm còn không đến mức ảnh hưởng đến thần tôn đại nghiệp, chỉ có điều, sẽ cho chúng ta thêm chút phiền phức thôi. Bạch quan chủ hô lên vang dội khẩu hiệu, thần tôn đại nghiệp, không ai có thể ngăn cản. Sứ giả lại nói, thanh thành tất cả giao dịch, tạm thời toàn bộ dừng lại, đợi ngươi giết tô cẩm về sau, lại tiếp tục giao dịch. 20 năm căng cơ, cứ như vậy một khi lật úp, tô cẩm a tô cẩm, ngươi phải đi gặp Diêm Vương Gia. Chỉ là, hai người bọn họ không biết, bọn hắn nói chuyện, đã bị tô cẩm nghe lén đến không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, lưu lại một chút lá bùa tro tàn, gió thổi qua, dấu vết gì cũng không có lưu lại. Tô Cẩm dùng thuấn di phù mang theo phương tri hạt trở lại Tô Gia. Hai người trống rỗng xuất hiện ở phòng khách, trực tiếp đem sở lâm còn có Tô Gia nguyên dọa đến sửng sốt một chút. Sở lâm nháy mắt, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc, sư, sư phụ. Ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện rồi? Còn mang về phương đạo trưởng, Tô Cẩm nhíu mày nhìn một chút sở lâm, lại nhìn xem đổ vào trên ghế salon tô gia nguyên, các ngươi uống rượu rồi, sở lâm vội vàng giải thích, uống, nhưng ta rất thanh tĩnh, ta đây đều là vì sư phụ tiếp khách hàng, vị kia vương quản lý quá nhiệt tình, ta liền tùy tiện uống hai chén, tô cẩm ánh mắt sâu kính rơi vào tô gia nguyên trên thân, ngươi xác định hắn cái bộ dáng này uống hai chén, nghe vậy, sở lâm chột dạ một nhóm, tô ca tử lượng nhỏ, một chén đổ, không có cách nào, tô cẩm cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đem phương tri hạt giao cho sở lâm người chiếu cố thật tốt hắn hắn gặp gỡ hơi có chút sự tình người nói chuyện thời điểm chú ý điểm đừng không cẩn thận liền hướng lòng người miệng đâm đao sở lâm kinh ngạc một cái chớp mắt mờ mịt vịn phương tri hạt cần cho hắn mời cái bác sĩ sao tô cẩm thản nhiên nói không cần ta xem qua hắn chính là khí cấp công tâm bi thương quá độ hôn mê một đoạn thời gian liền tốt hai cái từ nói sở lâm sửng sốt một chút đây là chuyện gì xảy ra mới biến thành dạng này. Tô Cẩm giao phó xong những cái này, quay người liền trở về phòng. Sở Lâm không nghĩ ra, lại lĩnh sư phụ nhiệm vụ, đành phải cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố phương tri hạt, còn có một cái uống say chuyến choáng Tô gian Nguyên. Sở Lâm nhìn một chút hai người này, chỉ cảm thấy mình thật thê thảm một nam. Tô Cẩm vừa về tới gian phòng, liền lấy ra một đạo lá bùa, người sứ giả kia cùng Bạch Quan chủ nói chuyện, rõ rõ ràng ràng, ràng truyền ra. Tô Cẩm hung hăng nhíu mày, lần này nói chuyện bên trong lộ ra hai đầu tin tức trọng yếu. Một, thiên nguyên đạo ngóc đầu trở lại. Hai, địa phương khác cũng có giống bạch quan chủ đồng dạng ẩn núp người. Những đường chủ này phân tán tại từng cái địa điểm, cũng khóa chặt mục tiêu tiến hành giao dịch. Cái này sự tình, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Sau đó, tô cẩm đem mình từ huyền thanh quan mang về thư tịch, toàn bộ tìm được, nàng đại khái tìm một lần, không có một quyển sách đề cập qua thiên nguyên. Theo lý thuyết, đã người sứ giả kia dùng ngóc đầu trở lại cái từ này, kia thiên uyên đạo lúc trước nên tồn tại qua, thế nhưng là, nàng lại không thu hoạch được gì, liền sư phụ lưu lại bản chép tay cũng không có đề cập qua thiên uyên hai chữ, tô cẩm nhìn xem trang bìa cũ nát bản chép tay, hơi suy tư, lại lật một lần, rất nhanh, nàng phát hiện dị thường, bản chép tay thiếu một tờ, tô cẩm cầm bản chép tay, trực tiếp không hàng đến tổ sư gia trước mặt, nàng há miệng liền hỏi, tổ sư gia, ngươi cũng đã biết thiên uyên thần tôn. Vừa dứt lời dưới, tổ sư gia bài vị ba kích ngã xuống, Tô Cẩm. A, à, hiểu, tổ sư gia cũng biết cái này tà giáo, Tô Cẩm đem tổ sư gia bài vị đỡ lên, trong thoáng chốc, lại nghĩ tới một sự kiện, nàng đến nay còn nhớ rõ tổ sư gia lần trước cho nàng đề điểm, nguyên lai tưởng rằng, tổ sư gia là sợ nàng gặp được nguy hiểm, bây giờ xem ra, tổ sư gia rõ ràng là không nghĩ để nàng nhúng tay cùng Thiên uyên tà giáo có liên quan sự tình, tổ sư gia đã sớm biết những sự tình kia lưng sau đều cùng thiên uyên có quan hệ tô cẩm thở dài nàng lại nói tổ sư gia a cẩm không sợ nguy hiểm cũng không sợ khổ a cẩm cho tới nay mục tiêu chính là kiếm tiền phát triển đạo quán nhưng có chút sự tình đã gặp phải liền nhất định sẽ ra cái minh bạch thiên uyên tà giáo một chuyện can hệ trọng đại phía sau âm mưu khẳng định không nhỏ a cẩm chắc chắn phá hủy bọn hắn nói tới đại nghiệp về phần bọn hắn tại thanh thành bí mật giao dịch địa điểm a cẩm đã động thủ phá hủy còn có bạch quan chủ ngụy trang nhiều năm như vậy cũng bị ta vạch trần bộ mặt thật lần này cũng coi là cách mục tiêu tiến lên một bước đi về sau a cẩm sẽ tiếp tục cố gắng mặc kệ bọn hắn tà giáo có bao nhiêu cái đường chủ ta đều sẽ từng cái bắt tới để bọn hắn không cách nào lại vì họa nhân gian câu cẩm mỗi chữ mỗi câu phá lệ chính thức chỉ thấy tổ sư gia bài vị bên trên tán phát ra điểm điểm ánh sáng nhỏ xíu ánh sáng dần dần bay xuống tại tô cẩm trên thân đạt được tổ sư gia duy trì tô cẩm rất là yêu thích đã tổ sư gia đồng ý về sau tổ sư gia liền cùng ta là người trên một cái thuyền cũng không thể lại nháo tính tình tô cẩm nói thầm mấy câu lúc này mới hài lòng rời đi vừa mới chuyển thân liền nghe được nguyên cảnh thanh âm a cẩm tô cẩm kinh ngạc quay đầu lại liền nhìn thấy cách đó không xa nguyên cảnh mấy ngày nay nguyên cảnh giống như vẫn luôn buồn bực tại trong biệt thự cũng không có nhìn thấy hắn ra tới lúc này nhìn thấy nguyên cảnh Tô Cẩm hỏi một câu, ngươi làm sao hơn nửa đêm chạy đến, ngủ không được, ra tới đi một chút. Sau đó không cẩn thận liền thấy Tô Cẩm, hắn mấy ngày nay đem một chút liên quan tới đạo giáo phát triển quá trình nhìn một lần, lại nhìn chút kiến thức căn bản, tại hắn có cơ bản nhất hiểu rõ về sau, lúc này mới hiểu được đạo pháp thâm ảo, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể lĩnh ngộ, hắn càng nghĩ càng thấy phải tự mình cần thật tốt học bù tri thức, Tô Cẩm nhìn qua nguyên cảnh chỉ gặp hắn trên vai đột nhiên rơi một chút tàn hương, tự như là tổ sư gia lại cho nàng nhắc nhở, nàng lập tức hỏi, ngươi nhưng có từng nghe qua thiên uyên thần tôn, chương 115, thiên uyên người, tập cấm thuật, thiện mê hoặc nhân tâm, nguyên cảnh nghe được tô cẩm tra hỏi, sững sờ chỉ chốc lát, trong óc của hắn nhanh chóng lướt qua mấy ngày nay nhìn qua tư liệu, ta tại trong một quyển sách nhìn thấy qua, tô cẩm ánh mắt sáng lên, quyển sách kia, nguyên cảnh, ngươi đi theo ta, nguyên cảnh không nghĩ tới, mấy ngày nay bù lại tri thức, lại còn có phát huy được tác dụng thời điểm. Hắn mang theo tô cẩm bước chân vội vã và đi vào thư phòng, cửa thư phòng bị đẩy ra kia một cái chớp mắt, nguyên cảnh đột nhiên hối hận. Tô cẩm nhìn xem cả phòng thư tịch, có chút kinh ngạc, làm sao nhiều như vậy. Cùng đạo giáo có liên quan sách. Còn nữa chính là một chút xem bói nhìn mệnh thư tịch, hợp lấy nguyên cảnh trốn ở trong thư phòng, chính là đang nhìn những cái này. Nghĩ đến lần trước nàng đột nhiên xuất hiện lúc, hắn bộ kia cuốn quýt giấu đồ vật bộ dáng nghĩ đến khi đó đang xem sách tô cẩm nhịn không được cười ai nguyên tam gia không nghĩ tới ngươi như vậy thích nói một đằng làm một nẻo nguyên cảnh cô cẩm cười nói ngươi nếu là thật đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú có thể hỏi ta a à, không cần thiết một người trốn ở trong thư phòng vụng trộn cố gắng ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng ngươi nhìn sở lâm niên kỷ của hắn lớn hơn ta không phải là phải ngoan ngoan gọi ta một tiếng sư phụ Nguyên cảnh sắc mặt biến đổi, dường như có chút xấu hổ. Tô Cẩm một bộ hai anh em tốt bộ dáng vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Đương nhiên, ngươi nếu là thực sự không nghĩ bái ta vi sư, ngươi cũng có thể mời ta khi ngươi lão sư, giảng một chút kiến thức căn bản. Chúng ta đều như vậy quen thuộc, một tiết khóa cũng không đắt. Chương trình học chúng ta có thể theo giờ thu phí. Nói nói, Tô Cẩm cảm thấy mình giống như lại khai phát một cái mới kiếm tiền nghiệp vụ. Nguyên cảnh trầm mặt chỉ chốc lát, yên lặng từ một đống thư tịch bên trong tìm ra một quyển sách đưa cho Tô Cẩm. Ta tại trong quyển sách này nhìn thấy qua cùng thiên nguyên thần tôn tài liệu tương quan. Trong ấn tượng, quyển sách này tự hồ là ngôn ngữ bất tường sách một câu. Tô Cẩm mắt nhìn trang bìa, a, à, nói là đạo giáo lịch sử phát triển, nguyên cảnh dựa vào ký ức rất nhanh liền lật đến kia một tờ. Trong đó đối thiên nguyên thần tôn miêu tả chỉ có rải rác mấy lời. Mấy năm trước, có tà giáo, tự xưng thiên Nguyên, xây thiên uyên đạo, lập thiên uyên thần tôn, thiên uyên người tập cấm thuật thiện mê hoặc nhân tâm về sau đạo môn bách gia liên hợp tru diệt thiên uyên hủy diệt trừ một chuyến này ghi chép bên ngoài lại không cái khác cùng thiên uyên có liên quan tư liệu tô cẩm khép sách lại tinh tế phân tích mấy câu nói đó nói cách khác cái này thiên uyên tà giáo sớm tại nhiều năm trước liền từng xuất hiện về sau bị đạo môn người diệt đi nhưng trên thực tế cái này tà giáo đã sớm vụn trộn ngóc đầu trở lại rồi nguyên cảnh đầu óc chuyển nhanh chóng ngươi đột nhiên hỏi cái này thiên uyên thần tôn chẳng lẽ trước đó ngươi truy ra tà giáo tổ chức cùng thiên uyên có quan hệ tô cẩm gật gật đầu không phải cùng thiên uyên có quan hệ mà là căn bản chính là thiên uyên có chút sự tình còn chưa kịp nói cho ngươi mấy ngày nay phát sinh không ít sự tình phương tri hạt sư phụ bạch quan chủ liên lụy trong đó ngươi khả năng nghĩ không ra hắn chính là thiên uyên người ta còn từ mật thất bên trong tìm được thiên uyên thần tôn tượng thần Tô Cẩm đơn giản tự thuật một chút chuyện này tình huống, sau đó lại nói: "Trong quyển sách này nói, thiên uy người, tập cấm thuật, thiện mê hoặc nhân tâm, câu nói này có vấn đề gì sao?" Nguyên Cảnh truy vấn, mơ hồ trong đó, có cái đáp án ở trong đầu hắn bồi hồi, Tô Cẩm tinh xảo khuôn mặt nhỏ trải rộng nghiêm túc, "Ta có một cái to gan suy đoán." Nguyên Cảnh nói, "Ngươi nói?" Tô Cẩm đem hoài nghi của mình nói ra, "Ta từng nói qua, ngươi cùng Lục Chiêu Hòa gặp phải cấm thuật, hệ ra đồng nguyên" mà đối ngươi hạ cấm thuật người nên sớm đã bị phản vệ chết rồi nhưng bây giờ như cũ có người xuống tay với ngươi ngóng trong ngươi chết cái này nói rõ đối phương không chỉ một người rất có thể là rất nhiều người hoặc là một cái phe phái mà cái này thiên uyên tà giáo lại vừa lúc cũng dùng cấm thuật lấy cấm thuật chế tà vật từ đó đạt tới mê hoặc nhân tâm mục đích cho nên ta suy đoán ngươi sự tình khả năng cũng cùng cái này thiên uyên có quan hệ dù sao Cấm thuật loại vật này, không giống đạo Pháp, đã được xưng là cấm thuật, liền không phải như vậy mà đơn giản có thể học được, mà lại từ nàng xuống núi về sau, gặp phải những việc này, lại tự hồ đều có thể hỗn hợp thành một đường, mà đường dây này, tự như là một cái to lớn âm mưu, nguyên cảnh trên người tử khí khó được, bị thiên nguyên nhìn trúng, muốn lấy đi, cái này cũng có thể nói tới thông, nguyên cảnh chăm chú nắm chặt quyển sách trên tay, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệt, a cẩm, như như lời ngươi nói, thiên uyên nguy hiểm như thế, ngươi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thiên uyên sự tình, ta đã cùng tổ sư gia nói qua. Tô Cẩm đánh gãy hắn, tổ sư gia sẽ phù hộ ta, hắn không có ý kiến, nguyên cảnh há hốc mồm, cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra, hắn muốn nói không cần vì hắn xả thân mạo hiểm, thế nhưng là, A Cẩm muốn phá hủy thiên uyên, cũng không hoàn toàn là vì hắn, hắn càng là vì chúng sinh, trong lòng nàng có đại ái, cùng hắn cách cục, tất nhiên là không giống cuối cùng là hắn cách cục nhỏ tô cẩm rời đi thời điểm lại dặn dò nguyên cảnh một câu đúng nếu như gần đây ngủ đế tiền có cái gì dị động nhất định phải kịp thời nói cho ta được nguyên cảnh đưa mắt nhìn nàng trở lại tô gia nghĩ hắn ở kinh thành hỗn nhiều như vậy tí chút năm bây giờ đến cùng vẫn là hắn kéo chân sau hắn có thể làm đại khái chính là không cho a cẩm thêm phiền phức cùng nhiều hơn nghiên cứu những sách vở này ngày kế tiếp phương tri hạt tỉnh lại thời điểm phát hiện mình tại tô gia mới từ ngồi trên giường lên liền bừng tỉnh bên cạnh hắn sở lâm phương tri hạt thuận nhìn sang lúc này mới phát hiện trừ sở lâm còn có một cái tô gia nguyên phương tri hạt kinh ngạc một cái chớp mắt tràn diện này giống như có chút hỗn loạn ngươi sở lâm xoa xoa mắt ngươi tỉnh rồi tối hôm qua là sư phụ ta đem ngươi mang về sư phụ ta để ta chiếu cố ngươi còn có tô gia nguyên sau đó hắn quá buồn ngủ cũng liền đi theo nằm sấp ngủ trên giường cảm giác Phương Tri Hạc gật đầu nói tạ, tạ ơn, thanh âm hắn rất thấp, nghe cũng có chút tâm, sở lâm muốn hỏi một câu xảy ra chuyện gì, lại nhớ lại sư phụ nhắc nhở qua, sợ hãi mình không cẩn thận đâm chọc miệng vết thương của hắn, rửa cái mặt, xuống dưới ăn điểm tâm đi, sở lâm nói xong lời này, lại bắt đầu hô vẫn còn ngủ say tô gia nguyên, ai, hắn lần sau cũng không tiếp tục rót tô gia nguyên uống rượu, dày vò đến cuối cùng, còn phải hắn động thủ hầu hạ, phương tri hạt rầu rĩ không vui đứng dậy. Sở lâm nhìn hình dạng của hắn, luôn cảm thấy mấy ngày không gặp, thật tốt phương đạo trưởng, đột nhiên tựa như là trải qua tang thương, trong chốc lát già nua không ít, sở lâm âm thầm cân nhắc, cái này đến cùng là gặp gỡ chuyện gì, bị lừa tài rồi. Vẫn là bị lừa gạt tình cảm rồi, biến hóa này không khỏi quá rõ ràng, có ít người trong vòng một đêm lớn lên, có ít người trong vòng một đêm tang thương, mà phương tri hạt, tất cả tín ngưỡng tại ngày hôm qua một đêm, đều sụp đổ, đã từng kia 20 năm, Nghĩ kỹ lại, không chỉ có hoang đường buồn cười, thậm chí càng giống là hoàng lương nhất mộng, mà hắn còn không biết, để hắn tính ngưỡng sụp đổ bạch quan chủ, lại bắt đầu đang lặng lẽ chuẩn bị ám sát kế hoạch, chương 116, diêu diêu vận thế có chút thấp, phương tri hạt tìm tới tô cẩm, đầu tiên là cùng tô cẩm nói cảm ơn, sau đó nói, tô quan chủ, sư phụ ta sự tình, ta sẽ tự hành báo cáo cho đạo môn hiệp hội, ở trong đó chuyện phát sinh, ta không có mảy may giấu báo, xin ngài yên tâm. Cô cẩm cười một tiếng ta đối phương đạo trưởng vẫn là rất yên tâm dù sao phương tri hạt tính tình bản tính đều ở nơi nào đặt cùng hắn sư phụ hoàn toàn tương phản phương tri hạt nói tiếp đa tạ tô quan chủ đối ta tín nhiệm tiếp xuống bạch vân quan hẳn là sẽ có rất nhiều sự tình chờ lấy ta xử lý ta liền không ở chỗ này chậm trễ bây giờ sư phụ làm ra dạng này sự tình bạch vân quan còn lại cục diện rối rắm đương nhiên phải từ hắn đại sư huynh này đi gánh tô cẩm gặp hắn thái độ kiên quyết lấy ra hai đạo phù đưa cho Phương Tri Hạc, thuấn di phù cùng thiên lôi phù, lấy được, Phương Tri Hạc thần sắc hơi động, tô quan chủ, cái này quá quý giá. Đã cho tô quan chủ gây nhiều như vậy phiền phức, hắn lại thế nào có ý tốt lấy thêm tô quan chủ lá bùa, huống chi, những lá bùa này đều rất trân quý, tô cẩm lắc đầu, đừng suy nghĩ nhiều, một đạo phù 500 khối, hai đạo phù một ngàn khối, nhớ kỹ chuyển khoản cho ta. Phương Tri Hạc lập tức liền sững sờ. Tô Cẩm trực tiếp đem lá bùa nhét vào trong lòng ngực của hắn, những cái này, đều là chính ta họa, không tốn bao nhiêu thời gian, cũng không có gì quý giá có thể nói. Nghe được Tô Cẩm nói ra những lá bùa này lai lịch về sau, phương tri hạt chấn kinh một hồi lâu mới chậm tới, nàng một câu, trong lòng hắn nhất lên sóng to gió lớn, nguyên lai những lá bùa này, đều là tô quan chủ mình họa sao. Trách không được nàng có nhiều như vậy thiên lôi phù, mỗi lần dùng phù lúc, cũng giống như cái trong nhà có mỏ tiểu phú bà thì ra là thế, vậy mà tất cả đều là chính nàng họa. Phương Tri Hạc lại nhìn một chút trong tay lá bùa, loại này phẩm tướng lá bùa, tô quan chủ tuổi còn trẻ liền có thể vẽ ra đến, nếu là bị đạo môn hiệp hội biết được, sợ là lại muốn gây nên một đợt sóng gió, tô quan chủ luôn luôn có thể sử dụng thực lực đột phá hắn nhận biết. Nghĩ như vậy, Phương Tri Hạc nhắc nhở, vẽ bùa một chuyện, tô quan chủ vẫn là khiêm tốn chút tương đối tốt, nhất là thiên lôi phù trân quý như thế lá bùa không ít người đều xem thiên lôi phù vì trân phẩm có được một đạo đã là khó được huống chi vẫn là cái có thể tùy thời vẽ bùa tô cẩm cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tô cẩm chính là cái đi lại đại bảo bối nếu là bị người hữu tâm để mắt tới không chừng muốn ra loạn gì tô cẩm nhàn nhạt mà cười cười yên tâm thiên lôi phù ta rất ít bán cho người khác trừ nàng quen thuộc mấy người bên ngoài nàng thiên lôi phù chưa đã cho những người khác nàng bình thường sinh ý cũng chỉ là bán chút hộ thân phù an thần phù chờ, sức công kích như thế này mạnh lá bùa, nếu không phải người hữu duyên, nàng tuyệt sẽ không lấy ra, phương tri hạt chuyển tiền, lại nói cảm ơn liên tục, lúc này mới rời đi tô gia, tô cẩm đứng tại lầu 2 trên ban công, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua càng chạy càng xa phương tri hạt, tốt như vậy đồ đệ, không ngoặt trở về thực sự là đáng tiếc, còn có người tiểu đạo sĩ kia, tổ sư gia dường như rất thích, dù sao bạch vân quang cũng phải xong, quay đầu nàng liền đem người đều ngoặt trở về phương tri hạt rời đi sau không bao lâu sở lâm liền đặc biệt nhiệt tình tiến đến tô cẩm bên người sư phụ người có thể hay không cùng ta nói một chút phương đạo trưởng xảy ra chuyện gì tô cẩm sâu kín liếc hắn một cái sở lâm lẽ thẳng khí hùng giải thích ta đây không phải bác quái ta đây là quan tâm hắn tô cẩm suy nghĩ một chút loại sự tình này cũng xác thực không cần thiết giấu giếm nhà mình đồ đệ đem sự tình nói đơn giản một chút để sở lâm bọn hắn có cái lòng cảnh giác đề phòng nhiều hơn một chút cũng là tốt Tô Cẩm quét mắt cốc tường phương hướng, các ngươi không ra quan minh chính đại nghe lén sao, vừa dứt lời xuống dưới, Tô Chính quan liền bị Diêu Nguyệt một chân đạp ra ngoài. Tô Chính quan lúng túng nhìn xem Tô Cẩm, A à Cẩm, ta cũng không phải bác quái, ta chính là quan tâm quan tâm phương đạo trưởng, ngươi nhìn, tốt bao nhiêu hài tử A, à, cũng không biết gặp gỡ chuyện gì. Tô Cẩm gật gật đầu, còn có hai cái không có ra tới đâu. Diêu Nguyệt cùng Tô Giang Nguyên liếc nhau, yên lặng đi ra. Diêu Nguyệt đoạt trước nói, ta cũng không có như vậy bác quái ta chính là nhìn thấy cái này hai không có lòng tốt lén lút ta mới theo tới sở lâm im ắng thở dài sư phụ hắn lợi hại như vậy mấy người bọn hắn chẳng lẽ thật coi là trốn ở góc tường liền sẽ không bị phát hiện a à, tô cẩm nhìn chầm chầm diêu nguyệt nhìn trong chốc lát diêu nguyệt bị nhìn có chút chột dạ vội vàng nói a cẩm ta sai đều do cái này đáng chết lòng hiếu kỳ tô cẩm đi qua lôi kéo diêu nguyệt tay nhẹ giọng giao phó mấy ngày gần đây nhất không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài mỗi ngày tam trụ hương tổ sư gia sẽ phù hộ ngươi diêu nguyệt sắc mặt trắng nhật a à cẩm trước đó chưa hề nói qua với nàng loại này lời nói sẽ không phải là muốn xảy ra chuyện gì chứ nàng vừa định hỏi thăm liền nghe tô cẩm còn nói phương đạo trưởng chủ yếu là bị lừa gạt tình cảm gặp một cái ngụy trang đặc biệt tốt tình cảm lừa đảo ta còn tưởng rằng phương đạo trưởng như thế sẽ độc thân cả một đời đâu thế mà lại còn gặp phải tình cảm lừa đảo sở lâm nhịn không được biết biết một câu, tô cẩm tiếp tục nói, là bạch quan chủ, sở lâm. Chờ một chút, đã nói xong tình cảm lừa đảo, tại sao lại biến thành bạch quan chủ rồi, tô cẩm đại khái nói một lần bạch quan chủ tình huống, rất nhanh, sở lâm bọn người sững sờ, lại sững sờ lại mộng, sở lâm một hồi lâu mới chậm tới, ta liền nói bạch quan chủ lão già kia, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, hắn quả nhiên không phải là một món đồ. Tô Cẩm sâu kính nhìn qua sở lâm, ngươi lần trước không phải còn khen hắn tiên phong đạo cốt sao, ta kia là thương nghiệp lẫn nhau thổi, ý đồ dùng nịnh hót mê hoặc cặp mắt của hắn. Sở lâm lẽ thẳng khí hùng cãi lại, tô cẩm. Ngươi nói tốt có đạo lý dáng vẻ, nàng dặn dò, mấy ngày gần đây nhất, các ngươi nhiều chú ý một chút, chớ cùng người không quen thuộc tiếp xúc, để phòng ngừa bạch quan chủ đem đối ta hận ý liên lụy đến các ngươi trên thân, dù sao, nàng đem bạch quan chủ khổ tâm kinh doanh mật thất diệt, còn vạch trần bạch quan chủ, đối thiên uyên đại nghiệp tạo thành ảnh hưởng đoán chừng bạch quan chủ mấy ngày nay khả năng liền sẽ xuống tay với nàng tô cẩm nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là phải đem bạch quan chủ tìm ra sau đó bắt lại chấm dứt hậu hoạn tương đối phù hợp đương nhiên lời này không thể trực tiếp ngay trước phương tri hạt mặt nói ngay sau đó tô cẩm lại lấy ra lá bùa cho mấy người phân một chút lá bùa đều tốt mang ở trên người gặp được nguy hiểm lá bùa sẽ có cảm ứng trừ diêu diêu bên ngoài các ngươi có thể cùng bình thường đồng dạng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tô chính quan hơi kinh ngạc, làm sao còn khác nhau đối đãi Tô cẩm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, diêu diêu là nhược nữ tử, vai không thể gánh tay không thể nâng, đương nhiên muốn khác nhau đối đãi diêu nguyệt. Ô ô, A cẩm thật tri kỷ, diêu nguyệt thật nhanh cỏ sát tô cẩm, A cẩm đối ta thật tốt, tô chính quan. Ta chua, tô giang nguyên. Ta cũng chua, tô cẩm mỉm cười, không hề nói gì, chẳng lẽ nàng muốn nói thẳng, diêu diêu mấy ngày nay vẫn thế có chút thấp sao. Biện pháp tốt nhất chính là cùng với nàng ở cùng một chỗ, hoặc là tại tổ sư gia bên người. Liên tiếp hai ngày, tô chính quan bọn người đều không có gặp cái gì dị thường người hoặc sự tình. Mà sở lâm thì là đem xem bói sạp hàng đặt tới khu biệt thự bên ngoài, dựa theo tô cẩm ý tứ. Chính là nói tô gia biệt thự có thể sẽ có một ít người bình thường vào không được, cho nên liền để hắn ở bên ngoài nhìn sạp hàng nếu là gặp phải cái gì người hữu duyên lại đem người mang vào thuyết pháp này nghe xác thực không có vấn đề gì nhưng sở lâm luôn cảm thấy thời gian này quá xảo dịu hắn hoài nghi nhà hắn sư phụ muốn để hắn làm mồi câu nói không chừng sư phụ liền trông cậy vào hắn ở bên ngoài đem bạch quan chủ câu ra tới sở lâm thở dài bày quầy bán hàng hai ngày đoán bệnh bày không người hỏi thăm ngược lại là bị cư xá bảo an trừng mắt liếc lại liếc mắt không biết còn tưởng rằng hắn ở chỗ này giả danh lừa bịp sở lâm đau lòng sờ lấy mình trái tim nhỏ mệnh của hắn thật sự là thật đắng a à. muốn thật sự là coi hắn làm mồi câu hắn ngược lại là hy vọng bạch quan chủ nhanh lên một chút xuất hiện cứ như vậy hắn bi thảm thời gian liền có thể vui sướng kết thúc chính nói thầm diêu nguyệt mang theo đồ vật đi tới chương 117, trăm diêu nguyệt trúng chiêu sở lâm vừa nhìn thấy diêu nguyệt trên mặt tràn ra mấy phần ý mừng diêu diêu tốt tri kỷ sư phụ ta đâu Ta hôm nay lại thủ một ngày đoán mệnh bày, sư phụ đều không đau lòng ta sao, cũng không tới xem hắn, trấn an một chút hắn thụ thương trái tim nhỏ, nghe được sở lâm hỏi thăm tô cẩm, diêu nguyệt hơi kinh ngạc, ngươi không thấy được A cẩm sao? Ta trong nhà không thấy được bóng người của nàng, còn tưởng rằng nàng ra ngoài, sở lâm. Hắn một mực đang chỗ này bày quầy bán hàng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ từ bên trong đi tới, cho nên, nhà hắn sư phụ lại đột nhiên biến mất. Sở Lâm ngẩn người, hơi suy tư vài giây đồng hồ, đoán chừng lại giấu giếm ta đi làm cái gì đại sự. Mỗi lần làm đại sự đều không mang tới hắn. Ai? Ngươi mới nhập môn, chờ ngươi về sau có bản lĩnh, A Cẩm liền sẽ mang ngươi ra ngoài, không phải gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? A Cẩm cũng là suy nghĩ cho ngươi. Diêu Nguyệt cười trấn an Sở Lâm, Sở Lâm gật gật đầu, rất nhanh liền bị hống tốt, đồng thời nhịn không được bắt đầu ao ước tô gian nguyên đồng dạng là mẹ kế hắn cái kia mẹ kế chính là ước gì chơi chết hắn mà diêu nguyệt ôm nhu thiện lương lại tri kỷ đây mới là mẹ kế bên trong điển hình sở lâm vừa mở ra ăn lên đường đúng sư phụ dặn dò qua không để ngươi chạy loạn ngươi mau trở lại tổ sư gia bên người tốt ta cái này trở về diêu nguyệt rất nghe lời trừ cho sở lâm đưa chút nhi ăn bên ngoài lại chưa hướng nơi khác đi qua diêu nguyệt vừa đi trở về hai bước liền có một nhóm người hướng phía sở lâm phương hướng chạy tới, trong đó cầm đầu đi tương đối nhanh, vừa nhìn thấy sở lâm liền hô, sở thiếu gia, thật là sở thiếu gia. Các ngươi mau tới, trung niên nam nhân hướng phía phía sau những người kia vẫy gọi, ô ương ương một đám người thật nhanh nhào tới, diêu nguyệt trời đi bước chân ngừng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem sở lâm phương hướng, sở lâm cũng là một mặt cảnh giác, đám người này muốn làm cái gì, một giây sau, cầm đầu nam nhân đến đến sở lâm trước mặt, Sở Thiếu gia, là ta a. À. Trương Dũng, ngươi còn nhớ ta không? Lần trước Trương gia thôn, là ngươi cùng Tô Quan chủ đã cứu ta nữ nhi, nghe được nhắc nhở của hắn, Sở Lâm vỗ một cái trán của mình, úp úp úp, ta nhớ tới, lần trước hắn cùng sư phụ đi thăm dò Trương Nguyệt thời điểm, gặp phải cái kia trung niên nam nhân, Trương Dũng nói, Tô Quan chủ cứu thật nhiều người, còn để chúng ta Trương gia thôn một lần nữa trở lại trước kia an bình. Ta lúc ấy cố ý hỏi phương đạo trưởng muốn tô quan chủ địa chỉ, không phải sao, chúng ta những người này chuẩn bị thật nhiều ngày, hôm nay, cuối cùng là đem tạ lễ mang tới. Tiếng nói vừa dứt, có mấy cái nam nhân nhấc lên một khối thật dài bản hiệu đi tới, người còn lại tránh ra nói, Trương Dũng đem bản hiệu bên trên rèm vải bóc, chỉ thấy khối kia bản hiệu viết bốn chữ lớn, tế thế cứu nhân, kiểu chữ rồng bay phượng múa, sở thiếu gia, ngươi nhìn, tô quan chủ sẽ thích phần này tạ lễ sao. Trương Dũng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ hãi phần này tạ lễ không đủ nặng nề, bọn hắn những người này bởi vì vừa đi vừa về di chuyển, trên tay cũng không có nhiều tiền, hậu lễ khẳng định là chuẩn bị không dậy nổi, nhưng phần này tâm ý, lại là thật sự, sở lâm cười cười, chư vị yên tâm, sư phụ ta cứu người chưa từng ham danh lợi, phần này tâm ý, ta thay ta sư phụ nhận lấy, ta tin tưởng, sư phụ ta nhất định rất thích, ngược lại là các vị, chạy đường xa như vậy trình tới chỗ này thực sự là vất vả diêu nguyệt ở bên cạnh rất nhanh liền thấy rõ những người này đều là đến cảm tạ nhà nàng a cẩm nguyên lai nhà nàng a cẩm giúp nhiều người như vậy có như vậy một nháy mắt diêu nguyệt trong lòng tràn đầy tự hào nhà nàng a cẩm thật nhiều ưu tú rất ưu tú nàng đi qua giật giật sở lâm gốc áo đề nghị lưu bọn hắn ăn bữa cơm trưa thật xa chạy tới vì cảm tạ nhà nàng a cẩm bọn hắn cũng nên tận một tận tình địa chủ hữu nghị Sở Lâm vội vàng nói, tốt, ta cái này cho vương quản lý gọi điện thoại, vị kia vương quản lý cũng coi là người quen biết cũ. Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cũng không biết nhà hắn sư phụ lại chạy đến nơi đâu. Trương gia thôn người, gặp một lần Sở Lâm muốn đặt trước khách sạn chiêu đãi đám bọn hắn, vội vàng ngăn cản, không không không, không muốn phiền phức, chúng ta đưa xong bản hiệu, biểu đạt một chút cảm tạ của mình ý tứ, lúc này đi, ngày hai vị cũng đừng tốn kém nếu là lại để cho sở thiếu gia bọn hắn dùng tiền chiêu đãi đám bọn hắn đây chẳng phải là càng ngượng ngùng rồi có người đẩy trương dũng một cái trương dũng vội vàng kéo sở lâm một chút sở thiếu gia tô quan chủ đã cứu chúng ta trương gia thôn chúng ta liền ra dáng tạ lễ đều không bỏ ra nổi đến ngài cũng đừng lại vì chúng ta dùng tiền tô quan chủ đã cứu chúng ta thân nhân phần ân tình này chúng ta vĩnh thế khó quên sở lâm thở dài vỗ nhẹ trương dũng đây đều là sư phụ ta nên làm có điều sư phụ ta mấy ngày gần đây nhất có chút bận biệu, ta cũng không biết nàng đi chỗ nào, không sao không sao, vốn chính là chúng ta đột nhiên tới chỗ này, đem tạ lễ đưa lên, chúng ta cũng liền an tâm, Trương Dũng nói xong lời này, liền phải mang theo những người khác đi, chạy thật xa con đường, cũng không có lưu lại uống chén nước nóng, sở lâm cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn đuổi theo liền phải cùng Trương Dũng bọn người giao lưu, cũng chính là lúc này, Diêu Nguyệt một người một mình đứng tại đoán mệnh bày bên cạnh, cùng sở lâm kéo ra một khoảng cách, một giây sau, Diêu Nguyệt đột nhiên nghe được một thanh âm gọi nàng, tô phu nhân. Diêu Nguyệt quay đầu lại, thái độ ôn hòa hỏi thăm, làm sao rồi, xử trí không kịp đề phòng, nàng cùng người kia ánh mắt tương đối, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Diêu Nguyệt chỉ cảm thấy một trận choáng váng, vô ý thức đỡ lấy gian hàng coi bói, đợi nàng lại dương mắt, đã thấy vừa rồi xuất hiện người kia đã biến mất, phản phất chỉ là ảo giác của nàng. Diêu Nguyệt kinh ngạc một cái chớp mắt, rất nhanh liền đem cái này sự tình ném sau óc. Nàng thần sắc ôn hòa hướng phía sở lâm phương hướng đi đến, sở lâm, đã bọn hắn thăng thăng muốn trở về, ngươi cũng đừng giữ lại, vừa mới nói xong, sở lâm ngẩng người, kinh ngạc nhìn xem diêu nguyệt, diêu diêu. Ngươi làm sao rồi, diêu nguyệt vẻ mặt hốt hoảng một chút, nàng nâng tráng nói, có chút đau đầu, có thể là bên ngoài gió lớn, sở lâm có chút mộng, gió lớn thổi sao, trương dũng còn nói thêm, sở thiếu gia, ngày trước bận biệu, chúng ta còn muốn trước lúc trời tối chạy trở về đâu. Thấy Trương Dũng bọn người khăng khăng như thế, mà Diêu Nguyệt lại đau đầu, sở lâm không thể làm gì khác hơn nói. Vậy các ngươi lúc trở về, chú ý an toàn, về sau nếu là lại có chuyện gì, tùy thời tới chỗ này tìm ta. Mắt thấy Trương Gia Thôn người vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Sở lâm nhìn qua bản hiệu, không khỏi thở dài, hắn giống như mơ hồ hiểu được cứu người ý nghĩa, thiếu niên chân thành, một bầu nhiệt huyết, tế thế cứu nhân, trảm yêu trừ ma, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau một chút nhi tới diều ta, một khối bản hiệu, lại không đáng tiền, ngươi làm sao còn nhìn chầm chầm vào nó nhìn? Ngươi không biết A à Cẩm thích nhất chính là tiền sao, Diêu Nguyệt bất mãn hô, sở lâm đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, Diêu Diêu, sư phụ mặc dù thích tiền, nhưng nàng cũng không phải là không phải tiền không thể, trong lòng nàng có đại ái, đại ái vô cương, ngươi sao có thể dạng này hiểu lầm sư phụ ta đâu. Diêu Nguyệt cười cười xấu hổ, ta đây không phải đùa giỡn với ngươi sao? Ta đều nói đầu ta đau, ngươi còn không qua đây dìu ta, trong ngôn ngữ, mang mấy phần trách cứ, sở lâm đi qua đỡ Diêu Nguyệt, đáy lòng lại cảm thấy quá dị không nói ra được, chương 118, săn giết thời khắc, bản hiệu bị sở lâm giao cho bảo an, gian hàng coi bói bên trên không có gì vật quý giá, cũng cùng nhau giao cho bảo an trong giữ. Sở lâm yếu ớt giải thích một câu, ta cũng không phải cái chiêu gì giao đánh lừa lừa đảo, đừng nhìn ta như vậy. Bảo An nhìn một chút tế thế cứu nhân bản hiệu, nhìn nhìn lại sở lâm gian hàng coi bói, qua loa nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là tràn đầy chất vấn, có thể ở tại dạng này cư xá, nghĩ đến cũng không thiếu tiền, làm thế nào lên loại này nghề, còn có vừa rồi đám người kia, thấy thế nào làm sao giống diễn viên quần chúng, sở lâm hỏi đều không cần hỏi, đều biết Bảo An trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn không có vội vã giải thích, Viện Diêu Nguyệt đi trở về, dù sao dần dần, những cái này phàm phu tục tử liền sẽ biết sư phụ hắn chỗ lợi hại. Sở lâm đem Diêu Nguyệt đỡ về tô gia, đi ngang qua huyền thanh quan thời điểm, đột nhiên một trận gió thổi qua, tổ sư gia trước bài vị lư hương bên trong, có mấy nén ngang diệt, thấy thế, sở lâm kinh hải, vội vàng buông ra Diêu Nguyệt, thẳng đến tổ sư gia phương hướng, ai nha, tổ sư gia hương diệt. Chẳng lẽ đây cũng là cái gì báo hiệu? sở lâm hốt hoảng bên trên tam trụ hương hướng phía tổ sư gia bái lại bái tổ sư gia phù hộ diêu nguyệt đứng tại chỗ sắc mặt thay đổi liên tục nàng nhìn xem sở lâm hành vi tràn đầy không kiên nhẫn giây lát sở lâm quay đầu lại đi đến diêu nguyệt bên người diêu diêu ngươi không bái một chút tổ sư gia sao diêu nguyệt qua loa nói đầu ta đau sợ mạo phạm tổ sư gia sở lâm im lặng đi hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi một bên viện diêu nguyệt vào cửa một bên suy tư diêu nguyệt dị thường luôn cảm thấy hôm nay diêu diêu giống như có chút là lạ ân tính tình dường như gắt cổng mấy phần có điều cái này giống như cũng có thể giải thích đầu nàng đau đau đầu loại này bệnh dường như rất dễ dàng để người buồn bực nghĩ như vậy sở lâm cũng không dám nói thêm cái gì sợ bị mắng thương hại hắn vừa khen qua diêu diêu dịu dàng tri kỷ ai quả nhiên không thể khen khen một cái liền dễ dàng lật xe Sở Lâm nói khẽ, ta cho bác sĩ gia đình gọi điện thoại để hắn tới xem một chút. Diêu Nguyệt lắc đầu, không cần, dìu ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được. Sở Lâm không nghĩ nhiều, đem người đỡ đến phòng ngủ, ta đi đổ chén nước nóng. Vừa dứt lời dưới, Sở Lâm cầm cái chén liền đi, thình lình, Diêu Nguyệt đột nhiên gọi hắn, Sở Lâm. Sở Lâm kinh ngạc quay đầu, sau đó liền đối mặt Diêu Nguyệt tấm kia phóng đại mặt, Sở Lâm dọa đến nhẹ buông tay, cái chén lạch cạch rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang, cùng lúc đó, vừa về đến nhà Tô Giang Nguyên nghe được trong phòng ngủ có động tĩnh, kinh ngạc trông đi qua, vừa lúc cửa phòng ngủ cũng không có đóng, hắn đi vào hô, "Mẹ, không có việc gì, tay trượt một chút, cái chén nát." Diêu Nguyệt chậm rãi đi ra, không nhanh không chậm giải thích, Tô Giang Nguyên thấy Diêu Nguyệt vô sự, nhẹ nhàng thở ra, hắn lại mắt nhìn trên đất mảnh vỡ, có chút bất đắc dĩ, "Ngươi cẩn thận một chút, chớ lộn xộn, ta thu một chút mảnh vỡ." "Đúng." Ta vừa mới trở về thời điểm, nhìn thấy Giang Hàng coi bói thu vào, sở lâm đâu? Hắn đi chỗ nào rồi? Tô Giang Nguyên nghi ngờ hỏi câu, hắn nhớ kỹ hắn buổi sáng lúc ra cửa, sở lâm còn cùng hắn bíp bíp, nói là phải ở bên ngoài thủ một ngày. Cái này còn chưa tới giờ cơm, người liền không gặp, Diêu Nguyệt thuận miệng nói, có lẽ là chuồng đi. Tô Giang Nguyên động tác hơi ngừng lại, sở lâm tuy nói nhìn không đáng tin cậy, nhưng là, tô cẩm giao cho sở lâm nhiệm vụ. Sở Lâm Tuyệt sẽ không qua loa, càng sẽ không xuất hiện loại này vô duyên vô cớ tự ý rời vị trí tình huống, hắn tinh tế suy tư, lại không chú ý tới, Diêu Nguyệt hướng phía phương hướng của hắn, dần dần tới gần, Tô Giang Nguyên Lơ đã ngẩng đầu, không cẩn thận từ cửa sổ phản quan bên trong, nhìn thấy Diêu Nguyệt biểu lộ, kia một cái chớp mắt, Tô Giang Nguyên rùng mình một cái, hắn thật nhanh ý thức được Diêu Nguyệt có vấn đề, hắn làm bộ không có phát hiện giống như cúi đầu xuống, tiếp tục thanh lý mảnh vỡ ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, cùng Diêu Nguyệt kể một ít chuyện phím. Ngay tại Diêu Nguyệt đi mau đến trước người hắn thời điểm, Tô Giang Nguyên cầm trong tay công cụ ném ra bên ngoài, co cẳng liền chạy. Đáng tiếc, Tô Giang Nguyên đánh giá thấp Diêu Nguyệt năng lực, hắn vừa chạy đến cổng, cả người liền bị khống chế lại, tựa như là có một cái tay, chăm chú ách chế trụ cổ họng của hắn. Hắn bị một đạo lực lượng khổng lồ lôi kéo trở về, mà chưa đóng lại cửa phòng, cũng bị Diêu Nguyệt hơi vung tay, bịch một tiếng đóng lại. Diêu Nguyệt nắm mắt Tô Giang Nguyên phần gáy, đáy mắt trải rộng sát ý, ngươi rất thông minh, đáng tiếc, ngươi quá yếu, chỉ là phàm nhân, như thế nào lại là đối thủ của nàng. Tô Giang Nguyên đối đầu tầm mắt của nàng, liền giật mình một lát, liền nhớ tới một người, ngươi không phải Diêu Nguyệt, ngươi là Bạch Quan Chủ. Vừa mới nói xong, liền có một bóng người xuất hiện, Bạch Quan Chủ đứng tại cách đó không xa, cười ha ha, nàng chính là Diêu Nguyệt, có điều, nàng bị ta nhiếp hồn thuật khống chế lại, bây giờ các ngươi đều trong tay ta, ta ngược lại muốn xem xem, Tô Cẩm còn có thể làm sao, hèn hạ. Tô Gia Nguyên giận dữ, ngươi đánh không lại ta muội muội, ngươi liền dùng loại thủ đoạn này, ngươi cái này tiểu nhân. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, sớm muộn muốn xuống địa ngục, Bạch Quan chủ thở dài một tiếng, xuống địa ngục. Ta cũng muốn xuống địa ngục, đáng tiếc, từ khi ta đi đến con đường này về sau, ta liên hạ địa ngục cơ hội đều không có, cho nên, ta lại có gì có thể sợ hãi, bọn hắn trở thành thiên nguyên đệ tử một khắc này bắt đầu, linh hồn của bọn hắn, liền đã không thuộc về bọn hắn, cho nên, cho dù bọn hắn chết rồi, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không xuống địa ngục, mà là tại thiên nguyên thần tôn trong tay, bạch quan chủ trở tay đem tô gia nguyên đánh bất tỉnh, sau đó để diêu nguyệt mang theo tô gia nguyên, cùng hôn mê sở lâm rời đi, lần này, hắn muốn dùng ba người này, cho tô cẩm chuẩn bị một cái bẫy, tô cẩm, phải chết bạch quan chủ dùng diêu nguyệt điện thoại cho bọn hắn ba người ghi chép cái video sau đó phát cho tô cẩm a à, hắn chờ đợi tô cẩm mắc câu một cái là tô cẩm đồ đệ một cái là tô cẩm ca ca còn có một cái là tô cẩm mẹ kế bọn hắn một nhà người quan hệ rất không tệ tô cẩm chẳng lẽ còn hội kiến chết không cứu bạch quan chủ bắt ba người chất đắc ý tưởng tượng lấy kế hoạch của hắn thành công bạch quan chủ lại không biết hắn chân trước rời đi một giây sau không thấy tâm hơi tô cẩm liền xuất hiện tô cẩm ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh nhìn xem bạch quan chủ dùng diêu nguyệt điện thoại gửi tới video sách liền năng lực này còn muốn giết nàng thực sự là phế vật một chút tô cẩm để điện thoại di động xuống trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt rất tốt săn giết thời khắc chính thức bắt đầu nàng đứng người lên liền phải hành động lại tại lúc này truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc a cẩm nhớ kỹ sớm một chút trở về ăn cơm Tô Cẩm quay đầu lại hướng Diêu Nguyệt mỉm cười, được rồi, Diêu Diêu. Sở Lâm cười tủm tỉm từ Diêu Nguyệt sau lưng xuất hiện một cái đầu, sư phụ, giúp ta đem bạch quan chủ đánh một trận. Tô Cẩm tiếp tục mỉm cười, có thể, ai nha, khôi lỗi thuộc loại vật này, nàng cũng sẽ dùng. Chính là bạch quan chủ tên ngu ngốc kia, vậy mà không nhìn ra, bắt đi ba người, tất cả đều là giả. Chương 119, chọc giận Tô Cẩm, Tô Cẩm vừa rời đi, Diêu Nguyệt sắc mặt đằng liền biến, nàng quay đầu lại, trực câu câu nhìn chầm chầm sở lâm, ta bộ dáng kia rõ ràng liền là lạ, ngươi thế mà không nhìn ra. Ai quy của ngươi có phải là lại rời nhà trốn đi, sở lâm á khẩu không trả lời được, trầm mặt không có lên tiếng, lần này, hắn không có nhìn ra diêu nguyệt tình huống có vấn đề, đúng là hắn sai lầm, ta nhất định thật tốt nghĩ lại. Sở lâm nhận lầm thái độ 10 phần tốt, diêu nguyệt lại nhìn về phía tô Giang nguyên, còn có ngươi, tô gia nguyên mờ mịt một cái chớp mắt, ta rất nhanh liền phát hiện ngươi có vấn đề, nhưng là ngươi quá yếu. Diêu Nguyệt phê bình nói, ngươi yếu như vậy, làm sao có ý tứ làm A cẩm ca ca. Quay đầu ngươi bớt thời gian, đi học học công phu quyền cước, dù sao cũng là cái đại nam nhân, không bảo vệ muội muội thì thôi, thế mà còn kéo A cẩm chân sau. Ngươi dạng này không được, Diêu Nguyệt bá 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 đem hai người phê bình một trận, nói xong lời cuối cùng, Diêu Nguyệt tiến hành một cái tổng kết, đương nhiên, ta cũng kéo chân sau, không cẩn thận liền bị khống chế còn tốt a cẩm đã sớm chuẩn bị diêu nguyệt nghĩ mà sợ che che trái tim nhỏ ngày ấy a cẩm cho bọn hắn mỗi người phát một đạo phù lúc ấy không có nói là cái gì phù cho tới bây giờ mấy người bọn họ giật mình minh bạch a cẩm đã sớm tính xong hết thảy để phòng bọn hắn gặp được nguy hiểm a cẩm dùng khôi lỗi thuật cứu bọn hắn nếu không phải sớm có chút chuẩn bị nói không chừng hiện tại bị bạch quan chủ mang đi chính là ba người bọn họ nếu thật sự là như thế chỉ sợ sẽ cho a cẩm mang đến rất nhiều rất nhiều phiền phức sở lâm cùng tô gia nguyên liếc nhau cũng là như lâm đại địch may mắn vô sự diêu nguyệt thở dài được rồi các ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này đã nói muốn nghĩ lại các ngươi liền đều trở về phòng viết cái ba ngàn chữ giấy kiểm điểm dạng này mới tính có thành ý sở lâm lúc này liền không làm nghĩ lại về nghĩ lại làm sao còn có ba ngàn chữ giấy kiểm điểm cái này không thích hợp ta còn muốn cho sư phụ chuẩn bị cơm trưa. Sở lâm yếu ớt cãi lại, Diêu Nguyệt liếc hắn một cái, cũng được, vậy ngươi trước hết đừng viết, sở lâm còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe Diêu Nguyệt lại nói, ngươi ban đêm trực tiếp viết cái năm ngàn chữ giấy kiểm điểm, thích hợp hơn, vừa mới nói xong, Tô Giang Nguyên không tử tế cười ra tiếng, sở lâm, bạch quan chủ mang theo ba cái con rối, một đường phi nước đại đến hắn chỗ ẩn thân, tâm tình của hắn không sai nhìn xem bị hắn bắt tới ba người, rất nhanh, hắn liền đưa ánh mắt đặt ở hôn mê sở lâm trên thân hắn đi qua trực tiếp đạp một chân a à, tô cẩm đồ đệ còn không phải bị ta trực tiếp vô tới xem ra cái này tô cẩm chọn đồ đệ ánh mắt là thật không được muốn thiên phú không có thiên phú muốn năng lực không có năng lực bắt sở lâm quả thực là dễ như trở bàn tay loại phế vật này đồ đệ đổi thành hắn hắn tuyệt đối sẽ không thu cho hắn bạch vân quan làm cái giữ cửa cũng không xứng bạch quan chủ xem thường sở lâm một hồi trong lúc lơ đẳng liền nhớ tới đại đồ đệ phương tri hạt hắn thật sâu thở dài hắn hoa nhiều năm như vậy tâm tư nuôi ra tới đồ đệ cuối cùng là cùng hắn trở mặt thành thù có điều cái này cũng không đáng kể bởi vì phương tri hạt là hắn hài lòng nhất một cái tác phẩm hắn đem phương tri hạt dưỡng thành hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng có thiên phú lại có tinh thần trọng nghĩa tuổi còn trẻ liền tại đặc thù tiểu tổ có một chỗ cắm dùi liền huyền môn bên trong mỗi lần thảo luận ưu tú tuổi trẻ đệ tử lúc, Phương Tri Hạc cũng đều sẽ bị sách ra tới các loại khích lệ, mà hắn, làm một kiện tác phẩm nghệ thuật chủ nhân, tất nhiên là hy vọng nó có thể bị càng nhiều người nhìn thấy, Bạch Quan Chủ suy nghĩ không khỏi bay xa, ngay sau đó, Bạch Quan Chủ sắc mặt biến hóa, hắn thật nhanh quay đầu lại, nhìn về phía chạy tới Tô Cẩm, Tô Quan Chủ, đã lâu không gặp. Bạch Quan Chủ ánh mắt có chút lóe lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Cẩm chạy tới tốc độ sẽ nhanh như vậy, mà lại đi thẳng tới hắn chỗ ẩn thân, bạch quan chủ trên mặt không hiện, đáy lòng lại là đã có tính toán, đã Tô Cẩm tốc độ nhanh như vậy, vậy nói rõ mấy người này đối nàng rất trọng yếu, coi như hắn đánh không lại Tô Cẩm, nhưng trong tay hắn có con tin, hắn thắng định, bạch quan chủ lui lại một bước, duỗi tay ra, trực tiếp đem sở lâm cưỡng ép trong tay, hắn ổn rất chuẩn khóa lại sở lâm yết hầu, Tô Quan Chủ hiện tại học trò cưng của ngươi ngay tại trong tay của ta ngươi muốn làm sao cứu hắn đâu câu cẩm ánh mắt nhàn nhạt rơi vào sở lâm trên thân nàng đáy mắt xẹt qua một vòng tiết hận tuy nói hắn là học trò cưng của ta nhưng ta cũng không có khả năng bỏ mệnh đi cứu hắn bạch quan chủ khẽ giật mình trong lòng tràn đầy nghi vấn chờ một chút cái này kịch bản giống như không đúng lắm câu cẩm đây chính là học trò cưng của ngươi bạch quan chủ rất là chấn kinh ngươi chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị ta giết chết sao? Tô Cẩm nghiêng đầu một chút, thực không dám giấu giếm, bạch quan chủ, ta sở dĩ thu hắn làm đồ, chính là coi trọng hắn tiền, hiện tại ngươi đem hắn chơi chết, ta cũng vừa tốt bớt lo không ít, ta cảm ơn ngươi a. À. bạch quan chủ đại khái là chưa thấy qua loại này tiết mục, lúc ấy liền mộng, đạo gia giảng cứu nhân quả, hắn bởi vì ngươi mà chết, ngươi liền không sợ quấn lên nhân quả, Tô Cẩm lẽ thẳng khí hùng cải lại, bạch quan chủ, lời này của ngươi nói không đúng hắn mà chết tại trong tay của ngươi vậy cái này nhân quả quấn thân cũng hẳn là là ngươi cùng ta một cái người đứng xem có quan hệ gì bạch quan chủ bóp lấy sở lâm yết hầu cái tay kia rung động một giây hắn không thể tin nhìn qua tô cẩm bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai tô cẩm giống như hắn phát rồ trong thoáng chốc bạch quan chủ đột nhiên toàn thân chấn động không đúng không đúng tô cẩm nhìn cũng không phải dạng này phát rồ người hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô cẩm ta biết ngươi nghĩ mê hoặc ta, cố ý kéo dài thời gian, muốn tìm biện pháp từ trong tay của ta đem người cứu đi. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Ta sẽ không mắc lừa. Hắn vừa nói vừa trên tay dùng sức, đồng thời tỉ mỹ chú ý đến tô cẩm thần sắc biến hóa. Nhưng mà tô cẩm thần sắc sửng sốt không có nửa điểm thương tâm. Bạch quan chủ chỉ cảm thấy giống như có chuyện gì không nhận hắn khống chế, giống như là thoát ly vốn có quỷ đạo. Khi một cái chớp mắt, tâm hắn hung ác trên tay hung hăng dùng sức, trực tiếp chơi chết sở lâm, sau đó, đem người tiện tay ném tới tô cẩm bên chân, tô cẩm cúi đầu xuống, mắt nhìn mặt không có chút máu, sở lâm, biết rõ là vô dụng con rối con rối, lòng của nàng nhọn như cũ không thể khống chế khẽ rung lên, rất tốt, bạch quan chủ nhất định phải giải quyết hết, lại dương mắt, tô cẩm trong mắt chứa đầy ý lạnh, mơ hồ trong đó, còn dính nhiễm mấy phần sát ý, bạch quan chủ nhạy cảm bắt được tô cẩm thần sắc biến hóa, trong lòng của hắn đại hỷ, là hắn biết Tô Cẩm sẽ không thờ ơ, là hắn biết, hắn bắt tới con tin nhất định có tác dụng, hắn lại dùng đồng dạng hành vi bắt lấy Diêu Nguyệt, Tô Cẩm, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó phế bỏ ngươi hai tay. Không phải ta liền Diêu Nguyệt cũng giết, một cái vai không thể gánh tay không thể nâng nữ nhân ngươi cũng không buông tha. Tô Cẩm thanh âm băng lãnh, bạch quan chủ mảy may không có ý thức được nguy hiểm, chỉ cần ngươi chết rồi, nàng cùng Tô Giang Nguyên liền có thể sống. Chương 120, Bạch Quang chủ cái chết, Tô Cẩm nhìn Bạch Quang chủ điên cuồng bộ dáng, yên lặng dưới đáy lòng nói câu, tổ sư gia chớ trách. Một giây sau, Bạch Quang chủ còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, Tô Cẩm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng một cái từ trong tay hắn đoạt lấy Di Nguyệt, một cái tay khác, lấy phương thức giống nhau hướng phía Bạch Quang chủ cái cổ đánh tới, Bạch Quang chủ trở tay đón đỡ, lại không cách nào ngăn cản được Tô Cẩm lực lượng, cổ lực lượng kia, có thể xưng khủng bố. Ngay tại bạch quan chủ ngay người kia một giây, tô cẩm lạnh lùng bóp lấy cổ của hắn, dần dần, bạch quan chủ hai chân cách mặt đất, hắn hai con ngươi trừng lớn, không thể tin nhìn qua tô cẩm, ngươi, điên. Hắn chật vật nói ra ba chữ, bạch quan chủ cảm giác được rõ ràng tô cẩm đối với hắn sát ý. Không, hắn còn không muốn chết, mà lại nếu là hắn chết tại tô cẩm trong tay, tô cẩm tuyệt đối sẽ dính dáng đến nhân quả. Nàng loại này đạo hành người, nếu là nhân quả lý không rõ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đối nàng không có một chút chỗ tốt. Tô Cẩm loại hành vi này, không khác đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám trăm. Bạch quan chủ ánh mắt phát trung, sớm biết nàng có như thế lực lượng kinh khủng, nói cái gì hắn cũng phải đem kế hoạch này làm lại tường tận chu đáo chặt chẽ một chút. Nhưng rõ ràng, hắn đã có ba người chất, vì cái gì sẽ còn thua ở Tô Cẩm trong tay. Tô Cẩm dường như có thể cảm giác được Bạch Quang chủ ý nghĩ, nàng mỉm cười, Bạch quan chủ, ngươi lầm, ta tạm thời còn không có muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là phổ độ chúng sinh. Vừa mới nói xong, tô cẩm liền đem bạch quan chủ rơi trên mặt đất. Bạch quan chủ bị ngã phải hung hăng một mộng, liền ngủ tạng lục phủ đều đang phát rung. Ngay sau đó, tô cẩm lại đem người cầm lên đến, tiếp tục giáo huấn. Sau mười mấy phút, bạch quan chủ trên mặt tất cả đều là tổn thương, cả người nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Hắn nghĩ mà sợ nhìn về phía tô cẩm, có như vậy một nháy mắt, muốn cầu xin tha thứ, tô cẩm lại là đứng tại diêu nguyệt bên người, không nhanh không chậm cuối người, nàng nói, ngươi không phải muốn biết ngươi có ba người chất, vì cái gì sẽ còn thua sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết đáp án, tiếng nói vừa dứt, tô cẩm đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, diêu nguyệt, trên thân bay ra một đạo lá bùa, trong chớp mắt, sở lâm cùng tô gian nguyên trên thân cũng bay ra một đạo lá bùa, rơi vào tô cẩm trong tay, bạch quan chủ tràn đầy chấn kinh. Tô Cẩm không nhanh không chậm nói, khôi lỗi thuật mà thôi, ta nhìn một chút liền học được. Tô Cẩm hững hờ hướng Bạch quan chủ tim đâm đao, thiên phú. Ngượng ngùng nàng trời sinh liền có, Bạch quan chủ nghe ra Tô Cẩm ý tứ, suy nghĩ lại một chút mình vì học tập khôi lỗi thuật trả ra đại giới, lúc này một hơi lão huyết phun ra, Tô Cẩm hiếu kỳ truy vấn, Bạch quan chủ ngươi đây là bị tức đến phun máu sao, Bạch quan chủ. Biết rõ còn cố hỏi, Tô Cẩm cười lạnh một tiếng, ta lúc đầu không có ý định đối ngươi động ngoan thủ hết lần này tới lần khác ngươi nhất định phải đối không thể động người hạ thủ nàng giơ tay lên một đạo lá bùa rơi vào bạch quan chủ phía trên thiên lôi phù có chút rung động thỉnh thoảng đối với bạch quan chủ đánh xuống một đạo thiên lôi nhưng là bổ xuống thiên lôi rất rất nhỏ tựa như một đầu dây nhỏ mỗi lần một đạo thiên lôi bổ tới bạch quan chủ trên thân hắn đều đau khổ không thôi nhưng lại sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành to lớn tổn thương Tô Cẩm cái này chiêu rõ ràng là nghĩ ra tấn hắn, cái này đạo thiên lôi phù là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Tô Cẩm một mặt vô tội nhìn qua Bạch Quan Chủ, Bạch Quan Chủ ngươi phải biết quý trọng, lại qua thêm vài phút đồng hồ, Bạch Quan Chủ có chút chịu không nổi xét đánh, hướng về phía Tô Cẩm gầm thét, ngươi giết ta là được. Làm gì như thế ra tấn ta, Tô Cẩm lại là một chân đạp tới, tinh xảo nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn có tức giận hiện lên, không cho ngươi một chút giáo huấn nhìn một cái, ngươi thật sự cho rằng ta là cái nhất tâm hướng đạo thánh nhân sao đánh nhau liền đánh nhau động thủ liền động thủ ân oán của chúng ta chúng ta giải quyết là được nhưng ngươi đây ngươi lại dám đánh diêu nguyệt sở lâm chủ ý của bọn hắn cốt xấu ngươi cũng làm nhiều năm như vậy bạch vân quan quan chủ đối với người bình thường xuống tay bắt cóc người bình thường làm con tin ngươi làm sao có mặt làm ra được ngươi cái lão già họm hẹm trước không giảng võ đức hiện tại thấy hối hận rồi muộn không phải liền là nhân quả sao, nàng không dính vào bạch quan chủ sinh tử nhân quả, nhưng đánh một trận, giáo huấn một lần, vẫn là không có vấn đề gì, dù sao, lưu khẩu khí là được, dây lát, bạch quan chủ có lẽ là ý thức được tô cẩm sẽ không để cho hắn tốt qua, hắn bắt đầu hùng hùng hổ hổ, tô cẩm nghe được phiền muộn, một đạo phù ném đi qua, phong bế hắn miệng, để hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, bạch quan chủ, qua không biết bao lâu, tô cẩm điện thoại di động kêu một chút, là Diêu Nguyệt phát tới tin tức, gọi nàng trở về ăn cơm. Tô Cẩm đưa tay thu thiên lôi phù, thẳng nhiên nói, tiếp xuống, ta sẽ đem ngươi giao cho ngươi đạo môn hiệp hội người. Nhưng là trước đó, ta sẽ trước tiên đem ngươi đưa đến Bạch Vân Quang. Nghe xong Bạch Vân Quang, Bạch Quang chủ giống như xù lông lên, hắn điên cuồng dãy dụa lấy, không. Hắn không muốn về Bạch Vân Quang, Tô Cẩm trực tiếp lấy ra thuấn di phù, nàng trước đó đáp ứng phương tri hạt, nếu là bắt đến Bạch Quang chủ, liền để bọn hắn sư đồ gặp lại một mặt nàng nói được thì làm được trong chớp mắt tô cẩm liền dẫn bạch quan chủ đi vào bạch vân quang bên trong nàng trước đó tới qua một lần đối chỗ này cũng coi là quen biết lách mình tiếng bạch quan chủ gian phòng đồng thời tô cẩm cho phương tri hạt phát cái tin vài phút về sau phương tri hạt vội vã chạy tới hắn đẩy cửa phòng ra liếc mắt liền thấy bị ném trên mặt đất chật vật không thôi bạch quan chủ phương tri hạt vội vàng đem cửa phòng đóng lại sau đó thần sắc đau khổ mà xoắn suýt nhìn qua hắn đã từng sư phụ sư phụ phương tri hạt trầm thấp hô một tiếng hai ngày này hắn tại bạch vân quang cũng không dễ chịu đạo môn hiệp hội biết bạch quan chủ tình huống về sau liền phái người tới bạch vân quang xử lý chuyện này hai ngày hai đêm phương tri hạt đều không có chợp mắt lúc này phương tri hạt đáy mắt tất cả đều là máu đỏ tia bạch quan chủ ngước mắt mắt nhìn phương tri hạt liền lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa Phương Tri Hạc đi đến bạch quan chủ trước người, yên lặng nhìn vết thương trên người hắn. Tô Cẩm nghĩ nghĩ, giải thích nói, hắn bắt nhà ta diêu diêu, sở lâm còn có tô giang nguyên làm con tin, ta động thủ đánh. Phương Tri Hạc sâu vương đi ra tay, khẽ rung lên, bỗng nhiên hai giây, lại chậm rãi thu hồi. Sư phụ, ngươi đều làm sai nhiều chuyện như vậy, làm sao còn không biết sai. Hắn thở dài nói, thôi, là ta không thấy rõ ngươi. Phương Tri Hạc bùi ngùi mãi thôi, trước kia đều là sư phụ dạy bảo đồ đệ, lúc này, đồ đệ cũng đưa sư phụ một câu, vạn sự đều có nhân quả, sư phụ đã làm sai chuyện, liền phải trả giá vốn có đại giới, hiện tại, đạo môn hiệp hội người ngay tại Bạch Vân Quang, ta sẽ cùng với tô quan chủ cùng một chỗ, đưa ngươi giao cho bọn hắn, tô cẩm đem Bạch Quang chủ ngoài miệng đạo phù kia thu hồi, một giây sau, liền nghe Bạch Quang chủ giận mắng, ngươi nghiệt đồ này, cùng người ngoài liên hợp lại đối phó ta, còn muốn đem ta giao ra, không muốn gọi ta sư phụ cúc phương tri hạt gật đầu thật xin lỗi bạch quan chủ bạch quan chủ phương tri hạt nói tiếp ngươi sau khi chết ta sẽ cho ngươi lập cái bia tự mình tiễn ngươi một đoạn đường cũng coi là toàn những năm này dưỡng dục chi ân trừ cái đó ra lại không cái khác bạch quan chủ bị tức phải lại là một nguồn máu tươi phun ra hắn nuôi nhiều năm như vậy đồ đệ thế mà muốn đem hắn giao ra bạch quan chủ thở dài một tiếng tốt rất tốt không hổ là ta nuôi ra tới đồ đệ, có điều, ngươi cũng không cần đưa ta đoạn đường, càng không cần báo đáp dưỡng dục chi ân, bởi vì, ta đối với ngươi, cho tới bây giờ đều không phải dưỡng dục, ta chẳng qua là đem ngươi trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật bồi dưỡng. Đền bù trong lòng ta khuyết điểm thôi, ha 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 ha, bạch quan chủ thanh âm gần như ngông cuồng, hắn thấy rõ ràng phương tri hạt đại biến sắc mặt, sau đó, tại phương tri hạt ánh mắt khiếp sợ dưới, tay hắn lên đau rơi, tự tận ở phương tri hạt trước mắt